Hồi thứ 11. Dầm bão tuyết, Phàn Kiến Uy tìm bạn hiền. Lò thuốc thang, Đơn Hùng Tính sinh gái quý. Thơ rằng: tuyết đè quan ải, cảnh nao nao, gió bất đưa về phủ trắng đầu. Nằm bẹp Lạc Dương hai gối nhát, nhớ sôi Diễm Thủy một chèo mau. Bông sơ cuốn quýt toàn bay thóc, bọt nước mong manh chực thổi vèo. Dừng ngựa lam quan chiều nghẹn lối, tri âm gặp mặt thỏa lòng nhau. Tuyết phủ kính Lạc Dương, dân cào tuyết ra đường kiếm ăn. Viên An vẫn đóng cửa nằm co chịu đói. Thái thú phá cửa vào thăm, Viên An trả lời: thiên hạ đều đói, ta cũng thế, nhưng ta chả muốn phiền người. Đang đêm tuyết xuống đầy, Vương Hy Chi chợt nhớ bạn, chèo thuyền trên suối Diễm Khê. Đến thăm bạn gần tới nơi, lại quay thuyền về. Có người hỏi, Hy Chi đáp: hứng lên thì đi, không thích nữa thì về. Hàn Vũ đời Đường bị đẩy đi làm quan, làm thơ than: tần lĩnh mây che nhà chẳng thấy, làm quan tuyết phủ ngựa khôn qua. Trên đây là một bài thơ vịnh cảnh tuyết, ca ngợi vẻ đẹp sự thanh cao của tuyết. Tuyết khiến chén rượu nóng uống càng đậm đà, tuyết khiến mối sầu của khách đi đường càng tăng vẻ thê lương. Có khi tuyết gợi hứng làm nguyên cớ của những gặp gỡ giữa bạn bè tri kỷ. Kiến Uy rời Sơn Đông qua Hà Đông, tìm vào phủ Đường Lộ Châu hỏi tin thúc bảo, trở ra quán trọ của Vương Tiểu Nhị rồi hỏi: bác chủ, xin hỏi bác một chuyện, gần đây có ai là người phủ Tế Châu thuộc Sơn Đông họ Tần tên là Thúc Bảo đến ở trọ quán bác hay không? Tiểu Nhị đáp: có Tần quý khách trọ ở hàng tiểu nhân, nhưng ngày mùng 1 tháng 10 vừa rồi đã bán lấy ngựa, lấy tiền đi đường về quê ngày đêm hôm ấy rồi. Kiến Uy nghe nói thở dài rơi nước mắt. Còn Tiểu Nhị vì khách trọ đông gọi rối rít cũng đã bỏ đi từ lúc nào. Liễu Thị thấy thế bèn để ý lại gần hỏi: quý khách cho biết quý tính. Kiến Uy đáp: ta họ Phàn. Liễu Thị tiếp: có phải là Phàn Kiến Uy hay chăng? Kiến Uy tiến vội hỏi: nhà chị sao lại biết ta là Phàn Kiến Uy? Liễu Thị đáp: tần quý khách vướng víu ở đây mãi, ngày ngày cứ trông đợi Phàn quý khách. Chúng tôi đối xử với tần quý khách chẳng được chu đáo. Tối hôm đầu tháng 10 vừa rồi, tần quý khách đã lên đường về, lại có chuyện chưa đến nhà hay sao? Kiến Uy đáp: chính vì chưa thấy về nên ta phải đi tìm. Kiến Uy thầm nghĩ, giờ đã là đầu mùa đông, không thể có chuyện đi đường đến 2 tháng, nhất định là đã xảy ra việc gì. Có ở lại đây thì cũng vô ích. Kiến Uy ăn bữa cơm trưa, trả tiền chu đáo rồi ra cửa đông, quay về Sơn Đông. Trời thổi gió mạnh, tuyết đổ càng dày. Kiến Uy dầm trong gió tuyết, đầu cổ trùm kín, cứ trong tuyết mà đi mãi, lạnh cứng cả mặt mũi, hai tay. Nhìn bốn bên chỉ thấy tung bay trúc từ trên ải bắc, phơi phơi rơi rắc khắp cô thành. Vườn lưng cầu bá quanh quanh, quật lên úp xuống thình lình dừng quay. Như có sức đổi thay tạo quá, như có tài tuốt lá nhổ cây. Vừng hồng tối sẫm mặt mài, rừng xanh nhạt sắc đông tây lạc đường. Dòng Trường Giang cá dừng lặng đáy, tầng mây cao cánh sảy nhàn xa. Cọp gầm vượn hú xa xa, lúa đồng vùi nát hoa nhà dập tan. Kể sao xiết muôn vàng tai hại, điềm làm sao địa quái thiên tai. Cành gốc liễu trụi cành mai, đường xa lối nghẹn đền đài phôi pha. Phủ đầy cửa ra vào quán lạ, nguồn cơn này hồ đã biết vay. Buồn lắm thay, khổ lắm thay, cảnh nhà hàng sĩ đắng cay thế nào. Cầu khẩn đến trời cao giáng phúc, tâu ngọc hoàng chí đức chí nhân. Mây thiên kiếp kiếp xoay vần, vầng dương sáng chói khí xuân chan hòa. An cư lạc nghiệp cao ca. Kiến Uy lặn lội trong cảnh gió tuyết rét thấu xương, đến được Thập Lý Điếm thì trời cũng đã chiều.
Chưa biết ngủ trò ở nơi nào, lại cũng tìm đến miếu Đông Nhạc, nơi Thúc Bảo ốm mấy tuần trước. Cho nên nếu không có trận tuyết lớn này, làm gì Kiến Huy phải vào miếu Đông Nhạc này? Gặp đúng lúc, ông Từ đứng đó đóng cửa, thấy có một người đến xin nghỉ trọ. Ông Từ liền vào Tùng Hạt Hiên thưa: Ngụy Trần vốn thương người, liền cho Kiến Uy vào phòng phía sau, đặt hành lý vào một góc, rủ hết tuyết trên áo mũ. Kiến Uy vái chào Ngụy Trần. Ngụy Trần lúc này mới hỏi: Khách trọ từ đâu đến? Kiến Uy đáp: Tiểu đệ họ Phàn, người Tế Châu thuộc Sơn Đông, đến Lộ Châu để tìm người bạn. Gặp tuyết lớn vào đây, xin nhờ đạo trưởng qua đêm nay, sáng ra ta sẽ xin hậu tạ. Ngụy Trần đáp: Khách có phải là Phàn Kiến Uy chăng? Kiến Uy giật mình vội hỏi: Đạo trưởng sao lại biết tiểu đệ? Ngụy Trân đáp: Thục Bảo Hiền huynh thường hay nói đến tên của khách. Kiến Uy vui mừng hỏi tiếp: Thế Thúc Bảo hiện giờ ở đâu? Ngụy Trân đáp: Khách đừng vội vàng thế, nhanh hay chậm thì cũng chỉ gặp mặt Thúc Bảo mà thôi. Kiến Uy vẫn dồn dập: Thế Thúc Bảo đâu rồi? Ngụy Trân từ từ: Ngày mùng 2 tháng 10 Thúc Bảo sẽ đến đây, nhưng đã bị ốm nặng. Kiến Uy dậm chân: Thế là thế nào? Thế hiện ở đâu rồi? Ngụy Trân vẫn thong thả: Ngày 15 tháng 10 đơn viên ngoại đưa về Nhị Hiền Trang để dưỡng bệnh. Đến 15 tháng 10 một thì bệnh đã khỏi. Có đến đây tạ ơn ở miếu này, nhưng vì trời lạnh nên vẫn ở Nhị Hiền Trang, đơn viên ngoại giữ chưa có cho về. Kiến Uy nghe nói đến đây mới yên tâm. Chính là tráng sĩ được vàng ngàn lạng, hàng nho tên Rạng Tam Nguyên, đem động phòng qua chút như tiên, buổi họp mặt thân quen rạng rỡ, như hùng thêm cánh vỗ, như rồng gặp sấm rang. Lão nông được trận mưa tràn, tuổi già thêm cành đan quế. Ngụy Trân sai lấy trà rượu hoa quả, ngồi tiếp Kiến Uy. Kiến Uy vì suốt ngày xông pha ngoài gió tuyết, người mệt mỏi nên cũng uống khá nhiều rượu nóng rồi ngủ kỹ. Mới sáng mai ra, Kiến Uy đã trở dậy mở hành lý lấy bạc để tạ ơn Ngụy Trân. Nhưng biết là bạn của Thúc Bảo, Ngụy Trân nhất định không chịu nhận, lại giữ Kiến Uy lại dùng bữa sáng, rồi đưa ra khỏi cửa Tam Quan, chỉ đường tắt về Nhị Hiền Trang. Kiến Uy cứ theo thế mà đi. Lúc này Hùng Tính cùng Thúc Bảo đang ngồi trong thư phòng sưởi ấm, uống rượu, thưởng cảnh tuyết bên ngoài rất là thích ý. Đầy tớ vào thưa có ông khách xưng là họ Phàn, đem thư của Tần Mẫu đến. Thúc Bảo vui mừng: Đơn Nhị ca, lão thần cho Kiến Uy đem thư tới rồi. Hai người vội chạy ra đón. Thúc Bảo vui mừng reo lên: Đúng là hiền đệ rồi. Kiến Uy cũng vội nói: Lần ấy chia hành lý, tiền bạc đều ở chỗ tiểu đệ, quên không chia. Tiểu đệ đã đưa lại cho bá mẫu, nhưng bá mẫu nhất định không cầm, bảo tiểu đệ phải giữ lấy làm lộ phí để đi tìm đại huynh. Thúc Bảo nói: Tiền bạc chẳng có bên mình, bao nhiêu chuyện rầy rà xảy ra. Hùng Tính bàn: Những chuyện ấy khoan nói, xin hãy mời vào nhà đã. Hùng Tính gọi đầy tớ cất hành lý, còn mình thì dẫn Kiến Uy vào thư phòng sưởi ấm. Hai bên lúc này mới làm lễ chủ khách. Thúc Bảo cũng chắp tay vái tạ Kiến Uy đã khó nhọc vì mình. Hùng Tính sai người bày tiệc rượu. Thúc Bảo hỏi: Thân mẫu tiểu đệ sức khỏe ra sao? Kiến Uy đáp: Có thư của bá mẫu, đại huynh cứ xem sẽ rõ. Thúc Bảo xem thư xong nước mắt giang hòa, lặng lẽ đứng dậy thu xếp hành lý. Một thư chữ mẹ đầy mong nhớ, muôn dặm lòng con nội xốn xang. Hùng Tính thấy thế cứ yên lặng khẽ cười. Tiệc rượu đã bày ra, ba người cùng ngồi, gối kề gối, vai sát vai. Hùng Tính hỏi: Thúc Bảo lệnh đường có khỏe không? Thúc Bảo đáp: Thần mẫu hiện đang ốm nặng. Hùng Tính hỏi: Thấy Hiền huynh chuẩn bị hành lý, có lẽ định về Sơn Đông ngay chăng? Thúc Bảo chùi nước mắt đáp: Không phải tiểu đệ là kẻ vô ơn, ăn no rồi ưỡn bụng ra đi, nhưng quả tình mẫu thân đang bệnh nặng, xin tạm biệt Nhị ca, sang năm sẽ quay lại, xin tạ ơn tái tạo của Nhị ca. Hùng Tính đáp: Hiền huynh trở về, Hùng Tính này không dám ngăn trở, nhưng đã là bạn bè thì phải làm cho nhau trở nên hoàn thiện hơn.
Thần trung con hiếu đời nào mà không có, nhưng cần phải làm kẻ có lòng thành thật, chứ không phải để mua cái danh tiếng bề ngoài mà thôi. Thúc Bảo hỏi: xin nhị ca dạy cho, thế nào là hiếu thật, còn thế nào là hiếu giả? Hùng Tính đáp: kẻ có hiếu lớn là hiếu thật, kẻ chỉ chăm sự hiếu nhỏ là hiếu giả. Vội vàng làm theo ý mình là hiếu giả. Cũng như bây giờ Hiền Huynh ngài đem lặn lội về quê, có vẻ là hiếu thật, nhưng thật ra là hiếu giả. Thúc Bảo nước mắt lúc này đã khô, bất giác khẽ cười hỏi: tiểu đệ gặp lúc vừa nghèo túng vừa bệnh tật, không nơi nương tựa, xa cách thân mẫu đã lâu ngày, cũng là sự bất đắc dĩ. Nay nghe thân mẫu bệnh nặng, ngài đem trở về, cũng là sự chí tình của kẻ làm con, sao lại nói là hiếu nhỏ, hiếu giả được? Kiến Uy đỡ lời cho Thúc Bảo rằng: Tần đại huynh nghe tin thân mẫu ốm là một lẽ, lẽ thứ hai là thân mẫu bệnh phải trở về ngay, nên vội lên đường, đó chính là hiếu lớn còn gì. Hùng Tính giải thích: chư huynh biết một mà không biết hai. Lệnh tiên quân làm tướng nhà Bắc Tề, Bắc Tề mất, thân vong, những cái đó đều có nghĩa lớn. Đại thần của một nước sắp mất, không thể tính đến chuyện sống còn của mình. Nhưng trời không nỡ nhìn thấy bậc trung thần tuyệt hậu, nên vẫn còn để cái vẻ anh hùng ở Hiền Huynh. Hiện giờ chính là Hiền Huynh giữ lấy thân mình, chờ ngài lập nên sự nghiệp lẫy lừng, rạng rỡ nhà họ Tần. Nay Hiền Huynh xông pha mưa tuyết gió lạnh, bệnh vừa mới đỡ, nếu giữa đường bệnh trở lại, nguyên khí không thể giữ nổi. Vạn nhất có lúc hai là dài, ba là ngắn, đến nỗi mất cả kẻ nói giỏi họ Tần, mất cả sự kỳ vọng suốt đời của bá mẫu, thì dù cho là chí tình nhưng vẫn không phải là đạo hiếu. Kẻ quân tử đi nhưng không chịu đi đường tắt, ngồi thuyền chứ không chịu bơi tay không. Dù gặp lúc phải đi vội nhưng cũng không dám quên chữ hiếu. Xông pha trong tuyết lớn như thế, Hùng Tính này không dám nghe theo như vậy. Gọi kính cẩn cha đã mất của bạn bè. Thúc Bảo bèn hỏi: nếu thế thì tiểu đệ không về nữa mới là hiếu hay sao? Hùng Tính cười đáp: ai bảo Hiền Huynh không về, chẳng qua chỉ là hãy biết chờ thêm ít lâu. Vả lại bá mẫu là bậc hiền thục, hiểu mọi lý lẽ, nay nhờ Kiến Quy đi tìm Hiền Huynh cũng chỉ vì lòng yêu con của người mẹ. Không hiểu tình cảnh con mình ra sao, không thể ngồi yên. Nay Hiền Huynh cứ viết một phong thơ, kể rõ việc lãnh công văn lâu ra làm sao, đang khi trở về thì ngã bệnh ra làm sao, đến nay thì đã khỏi hẳn, nhưng vẫn chưa thể giải tuyết dầm sương. Nghe mẫu thân ốm nặng bảo về ngay, nhưng Hùng Tính này giữ lại chưa cho về. Lệnh đường thấy Hiền Huynh đã có nơi chốn dưỡng bệnh thì sầu não cũng vơi dần. Biết rõ bệnh tình của Hiền Huynh chưa thật khỏi, cũng không lòng nào để cho con mình dầm sương tuyết. Hùng Tính này với Hiền Huynh đã là nhất bái chi giao, mẫu thân của Hiền Huynh cũng là mẫu thân của Hùng Tính này. Ta sẽ sắm ít lễ vật gửi về an ủi bá mẫu, nhờ luôn Kiến Uy đem theo công văn về nạp cho phủ Đường Tế Châu, trình rõ với Lưu Thái Thú ốm đau ở Lộ Châu như thế nào, đến nỗi Hiền Huynh chưa có về được. Thế là việc công, việc tư đều được đầy đủ. Đợi đến ngày xuân nắng ấm, lúc đó Hùng Tính sẽ vì Hiền Huynh mà kiếm ít vốn liếng, để khi về Hiền Huynh không thèm làm công sai ở phủ Đường nữa, cầu vinh bất tại chu môn hạ. Làm các việc này luôn bị sai phái, mất cả tự do, để đến nỗi bá mẫu ngày ngày trông đợi, lo lắng, thật không tròn đạo hiếu vậy. Ngồi đợi thời không phải là không có hiếu đâu. Thúc Bảo nghe Hùng Tính nói có tình có lý, lại cũng thấy mình chưa giải dầu tuyết lạnh, đường xá xa xôi, bèn nói với Kiến Uy: tiểu đệ biết làm thế nào bây giờ, nên về cùng với Hiền đệ hay là viết thư về trước đã? Kiến Uy đáp: đơn nhị ca nói rất hợp tình hợp lý, bá mẫu mà biết đại huynh ở đây thì sẽ lập tức yên tâm, bệnh tình tự nhiên sẽ khỏi, cũng không đòi đại huynh phải về ngay nữa đâu. Thúc Bảo quay lại nói với Hùng Tính:
Nếu thế, tiểu đệ xin viết thư gửi về để yên lòng thân mẫu. Thúc Bảo viết xong thư, đưa kèm cả công văn cho Kiến Uy, nhờ nạp lại cho phủ Đường Tế Châu. Hùng Tính quay vào nhà trong, lấy ra 4 tấm lụa lộ châu 30 lạng bạc gửi về để biếu Tần Mẫu, lại thêm 2 tấm lụa tô châu 10 lạng bạc đưa tặng cho Kiến Uy. Ngày hôm đó Kiến Uy từ biệt trở về Sơn Đông, đem thư từ tiền bạc để trình cho Tần Mẫu và nạp công văn cho phủ Đường Tế Châu. Hùng Tính vẫn giữ Thúc Bảo ở Nhị Hiền Trang để dưỡng sức. Hôm ấy Thúc Bảo đang nhàn rỗi trong thư phòng xem hoa ngắm tuyết, Hùng Tính nói vào mấy câu chuyện phiếm, nhưng mặt mày ủ dột thảng thốt như có điều gì lo lắng. Thúc Bảo thấy thế, sợ Hùng Tính chán khách rồi chăng, nhìn chẳng nội bèn hỏi: Nhị ca mọi hôm thì nói cười vui vẻ, sao hôm nay xem ra có điều gì không vui? Hùng Tính đáp: Hiền đệ không có biết, Hùng Tính này ít khi chợt vui chợt buồn. Gần đây vong huynh lỡ phải tên mà mất đi, Hùng Tính này mất ăn mất ngủ luôn mấy ngày, nhưng rồi mọi chuyện xếp đặt xong xuôi, coi như là bỏ ngoài cửa. Nay lại gặp chuyện khó nói khác, vốn là chuyết thê, chẳng may mắc bệnh xoàng, thuốc thang vẫn chưa khỏi, vì vậy Hùng Tính này không khỏi chút lo lắng. Chuyết thê là một người vợ vụng về, tiếng khiêm nhường để chỉ vợ mình trước mặt người khách. Thúc Bảo hỏi: Quả là tiểu đệ quên hỏi nhị ca, nhị tẩu vốn thuộc tôn tộc nào, về Nhị Hiền Trang này đã bao lâu rồi? Hùng Tính đáp: Chuyết thê vốn là cháu của đô đốc Thôi Trường Nhân. Ngày xưa nhạc phụ cùng phụ thân Hùng Tính đi lại với nhau rất thân thiết. Chẳng bao lâu cả phụ mẫu đều mất, gia cảnh khốn đốn, lúc này mới về Nhị Hiền Trang. Cũng mừng là nàng vừa hiền lại vừa lanh lợi, có điều đã lấy nhau 7-8 năm nay mà chẳng sinh đẻ gì. Mãi tới mùa xuân năm nay thì có mang thai, tính ra thì tháng 11 này đã phải sinh, vì vậy cũng có phần lo lắng không yên. Thúc Bảo lựa lời an ủi: Tiểu đệ nghe các cụ ngày xưa nói, sinh con hổ con lân thường không phải dễ, phương chi trời cũng lựa tướng mà trao điềm lành. Theo thời tiết đưa đến kỳ sẽ chín, nhị ca cũng chẳng nên lo lắng thái quá. Trò chuyện chưa dứt thì thấy đầy tớ vội vàng chạy vào thưa: Ngoài cửa có một nhà sư người phiên gõ cửa xin đòi bố thí, đuổi mấy cũng không đi. Phiên quốc tăng nhân có lẽ là nhà sư người vùng Tây Tạng theo đạo Phật thuộc dòng Lạt Ma. Hùng Tính thấy nói thế liền cùng Thúc Bảo ra xem, thì thấy một nhà sư người phiên mặc áo cà sa bằng lông thú đủ màu sắc rực rỡ, vai quẩy một cây trượng dài, nhìn dáng người thì hố sâu trong mắt, nét rậm lông mài, sống mũi cao như mỏ ưng bay, râu tóc xoắn như bờm sư tử, miệng lẩm bẩm đọc kinh niệm chú, tay rung chuông, tay gõ phèn la, tòa sen hiện Phật Thích Ca, thiết hoài nhập xác Lạt Ma giáng trần. Hùng Tính hỏi: Sư trưởng định dùm cơm chay hay là rượu thịt? Nhà sư đáp: Ta không ăn chay. Hùng Tính liền sai đầy tớ bưng ngay một đĩa thịt bò lớn, một đĩa bánh bao đặt trước mặt nhà sư, rồi cùng Thúc Bảo ngồi bên xem xét. Nhà sư múa tích hai tay một lúc thì cả hai đĩa đều sạch nhẵn. Thấy thế Hùng Tính bèn hỏi: Bây giờ sư trưởng định đi đâu? Nhà sư đáp: Giờ bần tăng phải đi Thái Nguyên, rồi từ đó sẽ chuyển đường đi đến Tây Kinh. Hùng Tính hỏi: Tây Kinh vốn là vùng đất hoang vu, trưởng lão là nhà tu hành đến đó để làm gì? Nhà sư đáp: Nghe nói hiện nay chúa thượng mỏi mệt, công việc triều chính đều giao cho thái tử coi sóc. Thái tử là một người ương ngạnh, không muốn yên ổn, cho nên bần tăng muốn tới Tây Kinh hái dược liệu làm thuốc dâng cho thái tử. Thúc Bảo hỏi: Thế hiện nay trong khăn gói trưởng lão có loại thuốc nào đặc biệt chăng? Nhà sư đáp: Tất cả các loại thuốc ta đều có. Hùng Tính hỏi tiếp: Xin hỏi trưởng lão có thuốc điều kinh thôi sản, xin cho tôi một liều. Nhà sư đáp: Có. Rồi lấy trong tay nải ra một cái hồ lô, dốc ra một viên thuốc chỉ bằng hạt đậu lớn, lấy một miếng giấy màu vàng gói lại, đưa cho Hùng Tính dặn dò: Cầm lấy,
bao giờ trống điểm canh thì mới cho uống. Dùng nước trầm hương mà tiêu, nếu uống xong mà sinh ngay thì là con gái, ngày hôm sau mới sinh thì nhất định là con trai. Nói xong thì đứng dậy đi ra cửa, cũng chẳng một lời ơn nghĩa. Nhìn theo cũng đã thấy đâu nữa rồi, Hùng Tính bèn kéo tay Thúc Bảo lại thư phòng. Thúc Bảo cảm thán: chúa thượng bỏ bê chính sự, bốn bể giặt giả như ông vậy, đến nỗi mãi ở phiên quốc điều hay, tương lai chúng ta rồi sẽ thế nào đây hả nhị ca? Hùng Tính đáp: lo lắng chuyện ấy mà làm gì, nếu như có biến đi nữa, bọn ta càng có điều kiện để mở mày mở mặt với thiên hạ, xây được cơ nghiệp cho bản thân, chẳng hơn là cứ dám dúi qua ngày như thế này sao? Nói xong Hùng Tính bỏ vào nhà trong. Đêm hôm đó, Hùng Tính lấy viên thuốc nhà sư người phiên cho, đưa cho Thôi phu nhân uống. Đến đúng giờ tí, bỗng thấy người nhà hương hoa sen thơm ngát, phu nhân liền sanh một người con gái, vì vậy đặt tên là Ái Liên. Vợ chồng đều mừng rỡ khôn tả, Thục Bảo được tin rất là hân hoan. Thấm thoát Quan Âm chẳng bao lâu đã tới 30 Tết. Hùng Tính ngồi uống rượu với Thúc Bảo bên lò sưởi mãi tới sáng, chuyện trò đến quên cả cảnh tha hương khách địa. Sáng mai ra đã là tháng Giêng, năm thứ hai đời Nhân Thọ. Rượu uống mừng năm mới, Thúc Bảo nửa tỉnh nửa say, nghĩ đến công nghiệp vẫn chưa thành, thân thế thì nổi trôi, xa mẹ bỏ vợ con thì lòng vô cùng xốn xang. Rượu rót mừng đuổi sầu đi, sầu trong còn đó rượu thì cạn không. Rồi lại đến rượu của đêm Nguyên Tiêu, Tết rằm tháng Giêng. Hùng Tính suốt mấy tuần khó nhọc, nên đến chiều ngày 18 tháng Giêng thì đã quá mệt mỏi, lui vào nhà sau để nằm ngủ. Thúc Bảo vì nhớ người nhà không thể nào ngủ được, chỉ đành quanh quẩn dạo dưới đèn. Mấy người đầy tớ trong trang trại thấy thế bèn hỏi: tần quý khách vẫn chưa đi nằm hay sao? Thúc Bảo đáp: ta thật nóng lòng muốn về Sơn Đông quá chừng, nhưng vì hậu tình của viên ngoại, đến nỗi mở miệng xin về cũng khó mà nói. Các người hãy chịu khó giúp ta ra về, ta sẽ để lại một lá thư tạ lỗi cùng viên ngoại. Chỉ vì chủ nhà hiếu khách nên bọn đầy tớ cũng rất ân cần bèn thưa: tần quý khách ở đây chính là chẳng có nơi ở nào tốt hơn, bọn tôi tớ chúng tôi sao lại dám để tần quý khách ra đi được? Thúc Bảo bèn nói: nếu thế thì ta sẽ có cách. Thế rồi trong phòng nhìn ngang nằm ngửa, chỉ tay gật đầu như kiểu đang mưu tính một chuyện gì. Bọn đầy tớ sợ giữ Thúc Bảo không xong, lỡ Thúc Bảo bỏ trốn mất thì không biết trình với chủ như thế nào. Cho nên cả bọn đã bàn tính, kẻ thì ở lại hầu hạ trong chừng, kẻ thì vào nhà trong báo cho chủ hay. Tần quý khách muốn về quê thưa chủ nhân. Hùng Tính nghe nói thế thì khoác áo lê dép vội chạy qua hỏi: hiền huynh nổi hứng muốn về nữa hay chăng? Không phải vì Hùng Tính này đối xử khiếm khuyết gì chứ? Nếu quả thế thì thật là đáng tội của Hùng Tính này. Thúc Bảo đáp: tiểu đệ nồng nóng muốn về quê, ngày đêm không yên dạ, nhưng thấy nhị ca nặng tình nghĩa nên không dám ngỏ lời. Này thật không thể nào ở lại được nữa, ngồi đứng không yên, xin nhị ca tha tội cho. Nói rồi rơi nước mắt. Cảnh tình này thật hợp với bài Tập Đường Thi của đời sau. Tập Đường Thi dùng lại hoàn toàn hoặc chữa một hai từ, những câu thơ đường khác bài, khác tác giả để chấp thành bài mới, giống hình thức tập kiều của ta. Xuân về đất khách vẫn lân la, gặp Tết bâng khuâng lại nhớ nhà. Ôi hỡi trong vời mây khói nọ, dài sông xa núi não lòng ta. Hùng Tính an ủi: hiền huynh chẳng cần phải thương cảm đến thế. Ngày mai Hùng Tính sẽ đưa hiền huynh lên đường về với bá mẫu. Đêm nay hãy xin ngủ lại một giấc thật ngon lành, sáng mai sẽ lên đường sớm. Thúc Bảo vội hỏi: có thật thế hay không? Hùng Tính đáp: một đời chẳng từng thay lời, chẳng nhẽ định nói dối với hiền huynh hay sao? Nói rồi vào nhà trong sửa soạn. Thúc Bảo lại càng thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Bọn đầy tớ đùa: tần quý khách, từ lúc được viên ngoại hứa cho về quê,
mặt mày trông thật rạng rỡ hẳn. Thúc Bảo cố tình lên giường nằm ngủ. Vì sao Hùng Tính phải giữ Thúc Bảo mãi đến nay mới cho về? Thì ra từ mùng 1 tháng 10 mua được con hoàng phiêu của Thúc Bảo, sau đó được bá đương Huyền Thúy nói cho biết mọi chuyện. Hùng Tính liền gọi thợ yên ngựa giỏi theo kích thước của con hoàng phiêu làm một bộ yên cương thật là đẹp, khảm bạc bịch đồng hẳn hôi. Mãi tới Tết Nguyên Tiêu vừa rồi mới xong, thật là tinh xảo, ánh kim lấp lánh. Lại muốn tặng cho Thúc Bảo một số vốn lớn, nhưng chỉ sợ Thúc Bảo không chịu nhận, nên mới làm một cái khăn lớn phủ trùm lên yên ngựa. Phía sau cái khăn này là một cái túi lớn, bạc đánh thành từng thổi dẹp, bỏ vào túi buộc lại phía sau yên con ngựa. Không hề nói gì với Thúc Bảo về số bạc này, coi như là chỉ khăn phủ lên yên mà thôi. Rồi mới dắt con hoàng phiêu ra để Thúc Bảo thấy ngựa đã cường tráng, yên cương thì đầy đủ, sẵn sàng cho Thúc Bảo lên đường. Thúc Bảo ý muốn tới Đông Nhạc chào Ngụy Trân, Hùng Tính liền cho người mời Ngụy Trân tới Hiền Trang. Chủ khách cũng ngồi vào bàn tiệc, bàn bên bày ra 10 tấm gấm lộ châu ngũ sắc, đủ để làm 4 chiếc áo bông lớn và 50 lạng bạc để làm lộ phí. Hùng Tính mời Thúc Bảo cạn một chén rượu, chỉ lễ vật trên bàn rồi nói: "Đây là lễ mọn, xin Hiền Quynh hãy nhận cho. Xin Hiền Quynh nhớ kỹ đừng quên câu: cầu vinh bất tại chu môn hạ đó nhé." Ngụy Trân tiếp lời: "Thúc Bảo Hiền Quynh chịu nép dưới kẻ khác, làm tổn thương cả chí khí kẻ anh hùng. Huống chi Ngụy Trân này đã từng gặp một bậc dị nhân mách bảo rằng chân chúa đã ra đời, nhà tùy chẳng còn được bao lâu. Anh hùng như Hiền Quynh nhất định phải là kẻ công thần khai quốc." Ngụy Trân này dẫu có khoác chiếc áo vàng của đạo sĩ, chẳng qua cũng để đợi thời mà hành động. "Hiền Quynh hãy nghe lời viên ngoại, trời sinh ta có tài thì đừng để uổng phí." Thúc Bảo trong lòng thầm nghĩ: "Ngụy Trân nói thế là có lý, con Hùng Tính biết ta rất rõ, chỉ cần lưu lạc ở quê người vài tuần đã trở thành kẻ khố rách ngay. Này với mấy chục lạng bạc này mà bảo ta đừng làm vào việc ở phủ đường nữa. Có ngờ đâu rằng ta tuy làm việc ở phủ đường nhưng chỉ cần đi lại với bạn bè trên dưới, những chi phí lễ nghĩa thì một năm cũng được mấy trăm lạng rồi. Thế mà Hùng Tính nói chuyện đâu đâu." Thúc Bảo nghĩ vậy nhưng vẫn đáp lời Ngụy Trân: "Những lời vàng đá của các nhị vị huynh trưởng, tiểu đệ xin ghi nhớ vào gan dạ, lòng trở về như tên bắn, không thể uống nhiều." Hùng Tính lấy chén rót ra 3 chén, rồi cùng Thúc Bảo uống cạn. Ngụy Trân cũng rót 3 chén, rồi cùng uống với Thúc Bảo. Thúc Bảo nhận tặng vật của Hùng Tính, buộc vào sau yên, chắp tay bái biệt. Chính là dùng dằn không nỡ rời tay, rượu ngon mà chẳng dám sai chén kề. Đốt lòng ta nỗi nhớ quê, nào đâu dám nhẹ chia ly buổi này. Ra khỏi cửa vừa lên ngựa, Thúc Bảo đã kéo thẳng dây cương. Hoàng Phiêu đã nhận ra được chủ cũ, ngựa mạnh người khỏe, đi một hơi đã thấy 30 dặm. Lúc này thì mới dừng cương. Thúc Bảo quay nhìn thì thấy hành lý sau yên đã xa hẳn một bên. Nếu Thúc Bảo tự chuẩn bị hành lý yên cương thì nó đã cân đối chắc chắn, nhưng đây là bọn đầy tớ của Hùng Tính buộc không chặt, nhất lại là bạc nặng gói ở bên trong, ngựa chỉ cần phi một đoạn là sẽ lỏng thêm. Thúc Bảo trông thấy nghĩ thầm: buộc không chắc, bạn bè cho gì sẽ rơi dọc đường hết, thật là phụ lòng tốt của bạn bè. Không được chậm nhưng cũng không được sai sót. Phía trước đã là thôn trấn nào đó, vậy hãy nghĩ lại đêm nay, sáng sớm canh năm ta trở dậy buộc lại mọi thứ rồi hãy đi, thì cũng chẳng mất mát gì được nữa. Thúc Bảo liền tìm đến quán trọ. Vùng này vốn là rừng tạo giác, cũng bởi vận hạn của Thúc Bảo chưa hết nên vẫn còn một tai họa lớn nữa. Chẳng biết tính mạng Thúc Bảo ra sao, xin hãy xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 12. Rừng tạo giác hở cửa chuốt tai ương, thôn Thuận Nghĩa trên đài gặp địch thủ. Thơ rằng: giàu nghèo vốn chuyện rủi may, giàu mà rủi nghèo gặp may sự thường. Túi đầy châu nặng dễ vương,
Nhà Thanh Bạch trí như gương khác gì. Thạch Sùng chuyện cũ còn ghi, băn khoăn nữa thì cứ đi hỏi trời. Thạch Sùng giàu nổi tiếng đời Tấn, rất là xa qua lấy nến làm củi, bạn với Vương Khải bị dèm pha đến nỗi Triệu Vương giết giữa chợ, vợ con của cải mất hết. Tương truyền cùng Vương Khải thi giàu nên bị thua, quá ra thành Thạch Sùng tắt lưỡi vì tiếc của. Phàm người ta không tiền của khó mà mở mày mở mặt, nhưng trong tay nhiều tiền của thì thường hay mắc lụy. Làm người dân thường lắm của nhiều tiền, trước nhất được mang tên thằng tù giữ của, rồi quan ti nhìn ngó thần hữu ghét ghen. Nếu để người ngoài thấy được túi nặng, tất sẽ xảy ra chuyện cướp đoạt. Đi một bước ngại ngần, lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Thật là trong phúc có họa, rất dễ mang họa vào thân. Nói chuyện vào lúc Thúc Bảo đặt chân đến rừng Tạo Giá, vùng này thường vẫn có cướp, chuyên cướp đoạt hành lý của khách qua lại. Đơn gửi về phủ Lộ Châu kể cớ hàng mấy chục, nhưng quan quân vẫn chẳng làm gì nên chuyện. Ở đây có một chủ quán trọ họ Trương tên Kỳ, lâu nay vẫn là bảo chính trông coi cả vùng. Vợ Trương thì cả ngày ngồi sau quầy hàng đon đã chào mời, sai phái đàn em lôi kéo hành lý tranh nhau nhà khách với các hàng quán khác. Hôm ấy họ Trương vừa bị sái thái thú Lộ Châu đánh cho 10 rồi, bắt phải tóm cho kỳ được bọn cướp ở rừng Tạo Giá. Từ quan chí dân, ai cũng biết giữa bọn cướp với những quán trọ trong vùng đều là một cánh với nhau. Chính vì biết thế nên sái thái thú mới khoác chặt việc này lên cổ của Trương Kỳ. Trời vừa tối, họ Trương cũng vừa kịp kéo bọn lính của bọn phủ về tới cửa quán. Thúc Bảo đang trong phòng trọ, nghe bên ngoài ồn ào tiếng người, tiếng ngựa, tưởng có khách trọ mới tới nên không để ý. Trương vào nhà kể lể với vợ: bọn cướp thì được của rồi nó chuồn mất, lão thái thú thì ôn dịch hồ đồ, đem các vị khổ sở này mà buộc vào cổ của ta, chẳng khác gì bắt gió giỡn tranh. Bảo ta đi tìm đâu ra bọn cướp để nạp bây giờ. Vợ Trương khẽ ra hiệu, vợ chồng dẫn nhau vào nhà trong. Bọn lính bám theo để nghe vợ chồng Trương bàn bạc ra sao. Vợ Trương thì thầm: vừa chiều có một khách trọ mới vào, rất là đáng nghi ngờ. Bọn lính nghe thế vội xúm lại hỏi: xin bà chủ nói rõ xem nào, việc này quả rất đáng quan hệ đến mạng sống của chúng tôi đấy. Vợ Trương đáp: các bác đừng to tiếng như thế, khách hiện vẫn đang ở trong quán mà. Một tên lính hỏi dồn: làm sao mà bà chủ biết được người khách trọ này đáng ngờ? Vợ Trương đáp: người này mặc quần áo mới, dây khăn chỉnh tề, lại mang khí giới, cởi một con ngựa cao lớn. Nếu là nhân viên thì phải có lính tráng theo hầu, là khách buôn thì phải có bạn bè đầy tớ. Đằng này chỉ có đi một mình vào trong quán, không đáng nghi ngờ còn gì nữa. Bọn lính cùng khen nịnh: bà chủ nói có lý lắm, trước hết là cứ xem con ngựa của hắn ra sao là biết. Cả bọn cầm đèn ra phía chuồng ngựa thì rõ là một con ngựa to và khỏe, không phải là vùng Lộ Châu mà là ở nơi xa đã đến, không khác gì ngựa của bọn cướp vẫn thường có. Một người lính khẽ hỏi: thế hắn đang ở phòng nào? Vợ Trương giơ tay chỉ: hiện đang ở phòng ngay gần cửa kia. Cả bọn lại tắt hết đèn đốm, giờ chỉ còn mỗi phòng Thúc Bảo là sáng đèn. Cả chủ quán lẫn bọn lính rón rén nhìn qua khe cửa thì thấy Thúc Bảo vừa ăn buổi tối xong, mọi thứ đã thu dọn rất tươm tất, rồi đóng chặt cửa phòng, sửa soạn hành lý chăn gối định đi ngủ, để mai còn đi sớm. Mở túi hành lý ra, Thúc Bảo mới biết có rất nhiều thỏi bạc ở trong đó. Tò mò không rõ, ít nhiều lại chưa có thể ngủ ngay được, nên Thúc Bảo đổ tất cả ra ngoài giường, thì thấy một giường đầy những thỏi bạc đã được đập dẹp lại vuông vắn, chẳng khác gì một viên gạch nhỏ. Thục Bảo vừa mừng vừa ngạc nhiên cảm kích, thầm nghĩ: đơn hùng tính, đơn hùng tính, đại quân Bảo Tần Quỳnh ngài trở về Sơn Đông đừng nên nhận làm tiếp công sai của phủ Đường, là do những thứ đại quân đã chuẩn bị sẵn như thế này đây.
nhưng sợ ta từ chối nên phải giấu kỹ trong khăn gối. Đơn nhị ca thật hết lòng vì bạn bè. Vì chưa biết mỗi thổi nặng bao nhiêu, Thúc Bảo đặt từng thổi lên lóng tai ướm thử. Có ngờ đâu bên vách vẫn có tai, ngoài đâu có vắng. Bọn lính thấy vậy bàn với nhau, đúng là tình cướp thật rồi. Nếu là khách thương thì tiền đâu mà lại có nhiều mà đem đi, nhiều ít nặng nhẹ thì biết rõ cả. Hoặc nữa, tiền chủ giao cho thì đã cần đếm rõ ràng, chẳng thể có chuyện mà không biết. Để đến nỗi giữ quán trọ ngồi xem nặng nhẹ, số bạc này khó mà chối là không phải của ăn cướp. Còn tay này rõ ràng là một bọn cường đạo, không còn hồ nghi gì nữa. Có kẻ dục trói hổ không nên trụ trừ. Trước hết bọn lính dắt ngựa giấu đi chỗ khác, rồi chọn một cái dây thật tốt đến trước cửa phòng Thúc Bảo, buộc vào cột, vào càng xe, vào chân hòm lớn nhằm làm vướng ngã Thúc Bảo. Giờ ta chỉ cần một người có gan vào trong phòng dụ Thúc Bảo đi ra. Chủ quán họ Trương từ lúc thấy bạc của Thúc Bảo bay ở trên bàn thì trong lòng đã nghĩ: của này ở đâu ra, ai mà khảo được, chỉ bằng xông vào trước cướp lấy được máy thổi, sợ gì cái tai này. Họ Trương bèn nói với các bọn lính: xin các bác hãy thư thả, các bác vốn không quen đường ra cửa vào của quán, thì hãy đợi tôi xông vào trước, tôi dụ hắn ra có tốt hay không. Bọn lính vốn dày dạn đáp ngay: vâng, xin nhường bác hãy vào trước. Họ Trương nguyên đã uống tới 2-3 bát rượu hâm nóng, hùng hổ đạp mạnh cánh cửa. Cửa quán vốn đóng mở đêm ngày lại cũng đã lâu, nên chỉ cần họ Trương đạp nhẹ cũng gãy nát. Trương lập tức xông vào. Thúc Bảo hoàn toàn bất ngờ thấy có kẻ đột nhiên xuất hiện cướp bạc của mình, nổi giận đùng đùng, hai tay đấm tới tấp nghe bình bịch liên tiếp mấy cái. Đã thấy họ Trương bắn ra ngoài tường, chỉ kịp rú lên một tiếng khủng khiếp, đầu đã vỡ nát, óc thì bắn ra tung tóe khắp phòng. Chính là những tưởng bạc vàng vào túi cạn, nào ngờ tính mạng gửi trời cao. Bên ngoài cảnh tượng càng nhốn nháo, tiếng la hét ầm ĩ: kẻ cướp đã đánh lính, đã giết người. Cả nhà họ Trương thi nhau mà gào khóc. Thúc Bảo thoáng nghĩ: thôi, ta đã lỡ tay đánh chết người, nếu vào thành thú tội, nợ không biết bao giờ mà gỡ cho xong. Ta lại chưa khai họ tên gì với chủ quán, chỉ bằng cứ vứt quách hành lý bỏ trốn là hơn. Lập tức Thúc Bảo lao thẳng ra cửa, không ngờ vướng dây ngay, ngã lăn quay xuống đất. Bọn lính súng lại dùm câu liềm, vừa chặn vừa kéo, lại vác 5-6 cây thủy quả côn nện tới tấp. Thúc Bảo chỉ còn cách nằm co dúm lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, mặc cho bọn lính cứ đánh. Cán dao gậy, đoạn côn nát, chúng lại lấy roi sắt, gậy, dây xích lại quật tiếp. Thì ra, hổ lọt hang sâu khôn dơ vuốt, rồng trong lưới sắt khó bay cao. Khi khắp người Thúc Bảo đã đầy những thương tích, chúng mới cởi hết quần áo, lấy dây trói chặt, đem giấy bút lại, bắt Thúc Bảo phải ký nhận là cường đạo. Thúc Bảo chối: các bác hãy xem lại, tôi đâu có phải là cường đạo, mà là công sai của phủ Tế Châu, dưới trướng của Lưu Thái Thú. Tháng 8 năm ngoái phải giải phạm nhân, đem công văn tới phủ Lộ Châu, không ai bị ốm đau được bạn bè chu cấp cho tiền về quê. Nào ngờ các bác nhận nhầm là người cường đạo, đến nỗi lỡ tay đánh chết người. Xin các bác cứ giải lên quan, sẽ xét xử rõ ràng. Bọn lính đâu dễ tin, chúng thu thập tất cả tiền bạc đồ đạc, khai rõ từng tang vật, trói Thúc Bảo lên trên lưng ngựa. Vợ con Trương Kỳ nhờ người trong thôn viết sẵn đơn kiện, rồi cả bọn rời khỏi rừng Tạo Giác đi về phủ Lộ Châu. Đây là lần thứ hai Thúc Bảo lại đến thành Lộ Châu. Đến cổng thành thì đã canh ba, cả bọn gào gọi lính gác: rừng Tạo Giác đã bắt được giặc cướp đánh lính giết người, nhờ báo hộ với quan thái thú. Lính gác vào trình, sai thái thú lập tức sai lính ra mở cổng thành, đưa cả đoàn vào trong phủ, cho gọi tham quan tới xét hỏi. Tham quân Lộ Châu vốn là học Tư Khoan, người Liêu Tây, đang ngủ say thì bị gọi dậy, rượu lại chưa tỉnh liền gọi bọn lính hỏi trước. Nghe xong xuôi liền nói ngay:
thu được hơn 400 lạng bạc. Một con ngựa khỏe, có vũ khí nặng thì rõ là kẻ cướp rồi còn gì. Rồi cho giải Thúc Bảo vào rồi quát: tên kia họ tên gì, quê quán ở đâu? Thúc Bảo vội thưa: trình quan lớn, tiểu nhân không phải là kẻ cướp, mà là Tần Quỳnh, còng sai của phủ Tế Châu. Tháng 8 năm ngoái đã đến đây, có giấy tờ của Lưu Thái Thú nhận thật hẳn hôi. Tham quân họ Học mới hỏi: thấy giấy tờ đâu? Thúc Bảo thưa: thưa đã gửi bạn cầm về trước cả rồi. Họ Học lại nạt: lại nói láo, tại sao mày đến phủ này từ tháng 8 mà giờ mày vẫn còn ở đây? Nhất định là ẩn náu ở sào huyệt gần đây hẳn thôi. Thúc Bảo thưa: tiểu nhân bị ốm đau nên chưa có về được. Họ Học lại truy: số bạc lớn này người lấy ở đâu ra? Thúc Bảo thưa: của bạn bè cho ạ. Họ Học lại quát: nổi láo, thời buổi bây giờ một đồng cũng khó kiếm, ai có mà cho mày một lúc tới bấy nhiêu đây bạc? Nhưng sao lại dám chống cự lại lính, đánh chết cả Trương Kỳ? Thúc Bảo thưa: chiều tối ngày 19, tiểu nhân vào trọ quán Trương Kỳ, bỗng dưng Trương Kỳ dẫn người xông vào phòng trọ cướp lấy bạc của tiểu nhân. Tiểu nhân lỡ tay, Trương Kỳ đã đâm đầu vào tường mà chết. Họ Học lại truy tiếp: đánh lính giết người tội đã rõ, lúc này đem công văn tới đây, ăn ngủ ở đâu, nếu thật có ốm đau đi nữa thì nằm ở đâu, ai trông nom, phải khai rõ tên từng người, ta sẽ cho gọi tất cả lên mà đối chứng cho nó rõ ràng, phải có phải, trái có trái, rồi sẽ kết tội cũng chưa muộn. Thúc Bảo chỉ còn cách khai Vương Tiểu Nhị, Ngụy Trân cùng Đơn Hùng Tính, Tham Quân họ Học ghi tất cả vào trong biên bản, kiểm tra tang vật, cho nhốt ngựa vào trong chuồng, chờ gọi đủ nhân chứng đến thẩm vấn, đưa Thúc Bảo xuống giam ở trong nhà ngục. Chính là bỗng không thân rơi vòng tù tội, nghìn miệng khó chối nổi tai ương. Ngày hôm sau, Học Tham Quân trình với Sái Thái Thú: phạm nhân hôm qua đại nhân cho đưa xuống tên gọi là Tần Quỳnh, phạm tội chống lính giết người, khai là công sai của phủ Tế Châu, nhưng lại không có công văn để làm bằng cứ, lại có rất nhiều bạc kèm cả khí giới ngựa khỏe, rất là đáng nghi. Việc đánh chết Trương Kỳ đã có xác thực, nhưng còn chờ khám nghiệm tử thi, thẩm vấn tội phạm cùng can phạm, lúc đó mới kết luận trình đại nhân. Sái Thái Thú nói: việc này lớn, phiền tham quân hãy lưu ý tra xét cẩn thận cho. Họ Học trở về phòng xem xét lại giấy tờ, cho gọi Vương Tiểu Nhị, Ngụy Trân, Đơn Hùng Tính vào phủ đối chứng. Vương Tiểu Nhị ở ngay trước cửa phủ, chưa cháy hết cây hương thì đã chạy đến. Y khai quán trọ của mình vốn là nơi ăn ngủ của công sai các phủ, ngoài ra không biết gì khác. Phủ Đường Lộ Châu ai cũng biết tên tuổi tầm địa của y, nên được tha ngay. Ngụy Trân bị gọi đến bởi có chứa chấp Thúc Bảo, cũng lại bị dọa nạt ít nhiều, phải mất một thổi bạc lớn mới được tha về. Còn Hùng Tính sai đầy tớ mang theo hàng nghìn lạng bạc, sớm tối tự mình cùng đầy tớ đi khắp nơi trong phủ, lại vốn quen biết Đổng Hoàng, Hiệu Bội Chi và Kim Giáp, Hiệu Quốc Tuấn, đều là những bậc đàn anh trong đám nha lại của phủ Lộ Châu. Hùng Tính giao cả số bạc lớn đó cho hai người này lo lót các nơi trong trướng phủ. Đông Kim vì thế tìm vào tận ngục gặp Thúc Bảo nhiều lần, bằng cách khai báo cho khớp, cho tham quân họ Học cũng được lo lót trước tiên. Vì thế những vụ liên can đến Ngụy Trân cũng được nhẹ nhàng trôi chảy. Việc khám nghiệm tử thi của ở Tạo Giác, Bội Chi cùng Quốc Tuấn đã được đúc lót cho bọn tay chân, đổ cho Trương Kỳ đập đầu phải tường mà chết. Bọn lính ở đội bắt cướp lần đó vì cũng đã được lót tài rất hậu nên cũng không tên nào kêu ca gì cả. Còn số bạc nhiều đến thế, cả bọn đã dặn Thúc Bảo khai là của Bồ Sơn Công Lý Mật và Vương Bá Đương đã cho. Từ đó Thúc Bảo không bị hành hạ đánh đập gì nữa. Tờ thẩm vấn được viết lại như sau: thẩm tra Tần Quỳnh, công sai phủ Tế Châu, có công vụ tới Lộ Châu, công vụ đã xong, công văn đã trở về, nhân vì ốm đau chưa về ngay được, lần lựa nơi quán trọ. Trương Kỳ thấy bạc nhiều đã vội nghi ngờ, xông vào để làm dữ. Tần Quỳnh trong lúc hốt hoảng đã ra sức chống trả,
khiến cho Trương Kỳ đập đầu vào tường mà chết. Nếu ghép tội cố sát thì cũng quá nặng, chỉ nên định tội ngộ thương là đúng. Số bạc hiện có cả hai lần tra đều là khai của Lý Mật và Vương Bá Đương đã cho, bởi không thể gọi là bọn Lý Mật đến cửa quan đối chất, tạm coi như là của bị cáo vậy. Vì được ghép tội ngộ thương nên Thúc Bảo chỉ phải xung quân. Cũng vì các triều vua luật pháp khác nhau, nếu không phải của ăn cướp thì tiền bạc hành lý của phạm nhân hoặc là được trả lại hoặc là đưa vào kho để cất giữ. Thúc Bảo còn lo đỡ bị tội nặng nên tiền của vũ khí cho đến cả ngựa đều phải nạp vào kho phủ Lộ Châu. Bắt người đánh đập vu cho là cướp, đáng cũng phải xử tội. Nhưng đám lính đều đổ lên trên đầu của Trương Kỳ đã chết. Phía Thúc Bảo cũng không dám làm gan chuyện này, nên bọn lính chẳng những không bị tội tình mà còn được chấm mút thêm ít nhiều. Hôm xét xử ở công đường, tham quân họ Học giảng giải hồi lâu, sái thái thú đã bằng lòng, mọi chuyện coi như xong xuôi. Thúc Bảo thoát tội chết nhưng phải phát phối xung quân dưới trướng của tổng quản U Châu. Đến hôm giải đi, Hùng Tính lại lo lót để Bội Chi Quốc Tuấn làm luôn việc công sai giải Thúc Bảo đi, nên chỉ vừa mới ra khỏi thành, cùm tay đã được cởi, các hình cụ đều được bỏ hết, lại còn được vào trang Nhị Hiền để gặp Hùng Tính tạ ơn cứu mạng. Hùng Tính từ tạ: chuyện này cũng tại chính Hùng Tính này, đã làm lụy đến Hiền huynh thì còn tạ ơn nói gì. Thúc Bảo thưa: cũng vì tiểu đệ đang hồi vận hạn nên mới gặp phải vạ này, nếu không được Đơn Nhị Ca thủy chung lo trọn thì cũng đã làm ma ở trong ngục rồi. Hùng Tính lại xin Bội Chi Quốc Tuấn ở nhà với vợ con vài hôm để Thúc Bảo được ở lại Nhị Hiền Trang vài ngày, tắm rửa thay quần áo nghỉ ngơi rồi mới chuẩn bị hành lý, gói thêm 100 lạng bạc đưa cho Thúc Bảo. Vài ngày sau, theo hẹn, Bội Chi Quốc Tuấn lại kéo đến. Hùng Tính đã bày tiệc rượu tiễn hành, ăn uống no sai. Hùng Tính lấy ra một phong thư đưa cho hai người rồi dặn dò: xin hai vị nhớ cho, nếu ở Sơn Đông, Hà Nam thì Thúc Bảo đây bạn bè rất nhiều, nhưng nếu ở U Châu, Hà Bắc thì lại ít có người quen thuộc, chỉ sợ mai kia có việc phải lo liệu mà lại tứ cố vô thân, nhưng thêm khốn khổ, nên Hùng Tính đã viết thơ này giới thiệu cho Thúc Bảo và các vị ở Trương Công Cẩn, ở thôn Thuận Nghĩa thuộc Trác Quận, vốn là bậc hào kiệt ở trong vùng, đã cùng Hùng Tính này quan hệ bát bái chi giao. Nhờ Công Cẩn cùng đi với các vị đến U Châu, việc đi lại ở cửa Công Cẩn sẽ giúp thêm một tay với các vị. Hai người đáp: chúng tiểu đệ đã nhớ rồi. Từ biệt Hùng Tính, cả ba đều rời Nhị Hiền Trang. Chính là dặm dài vui đón xuân về, liễu điều vội rủ tóc thề xanh xanh. Cả ba vừa đi vừa trò chuyện, tình thân càng thêm gắn bó. Bất giác mấy ngày sau đã tới Trác Quận, khoảng giờ tị thì đã đến thôn Thuận Nghĩa. Giữa thôn có một con đường lớn quay quần xung quanh là 400-500 nóc nhà. Phía đầu tường thứ hai thì thấy có một quán trọ khá tươm tất. Thúc Bảo dừng lại nói: hai vị vào tìm Trương Công Cẩn đưa thư, mà bụng đã đói lẽ nào lại đòi ăn ngay. Người đời thường bảo vào nhà quen chẳng bằng lên quán trọ, thôi ta hãy vào quán này ăn một bữa trưa, rồi sau đó hãy tìm đưa thư cũng chẳng muộn. Bội Chi Quốc Tuấn đều đáp: đại huynh nói rất có lý. Chủ quán đon đã bày chè nước, rồi sau đó cơm rượu. Ăn uống xong, Thúc Bảo cùng Bội Chi Quốc Tuấn ra cửa quán đứng nhìn, chỉ thấy vô số thanh niên phụ lão, có kẻ cấp côn người cấp giáo, kéo nhau đi lũ lượt, chuông trống rộn rã. Trên ngựa lớn một người to khỏe, đầu chích khăn chữ vàng, đính hai đó qua bạc, y phục toàn là bằng lụa màu sặc sỡ, vải bay phấp phới. Theo sau là một đoàn tráng đinh gươm giáo tuốt trần. Thúc Bảo mới hỏi chủ quán: hảo hán được đón rước kia là ai vậy? Chủ quán thưa: thôn Thuận Nghĩa chúng tôi lâu nay đã được đón Thái Tuế về mở đã lôi đài.
Thái Tuế, từ của phép tử vi bói toán chỉ sự vận hạn hung dữ. Thúc Bảo lại hỏi tiếp, sao lại gọi bằng cái tên khác thường như vậy? Chủ quán đáp, quý khách không có biết, ông này vốn họ Sử, tên kép Đại Nại, nguyên là tướng phiên vào Trung Nguyên, rồi không về nữa. Gần đây đầu quân dưới trướng của La Thái Thú ở U Châu. La Thái Thú thấy Sử Thái Tuế có tài, nhưng cũng muốn xem bản lĩnh thực hư ra sao, mới lệnh cho thôn Thuận Nghĩa của chúng tôi mở đã lôi đài trong 3 tháng. Nếu không có ai thắng nổi thì sẽ cho thực giữ chức kỳ bài quan. Từ mùa đông năm ngoái đã dựng đài, nay là tiết Thanh Minh. Lúc đầu cũng có một vài hảo hán ở gần đây, sau cũng thêm vài hài kiệt, hào kiệt ở nơi xa đến. Đấu cũng nhiều trận, nhưng chưa có ai thắng nổi Thái Tuế. Một trận hòa thì cũng không. Hôm nay đón Thái Tuế lên đài ngày cuối cùng. Thúc Bảo hỏi, hôm nay còn đấu nữa phải không? Chủ quán đáp, dạ thưa, còn đấu một ngày nữa là hôm nay. Ngày mai thì vừa hết hạn 3 tháng. Thúc Bảo lại hỏi, thế chúng ta đi xem có được hay không? Chủ quán đáp, đừng nói xem, quý khách muốn lên đài dự đấu cũng được, xin cứ tự tiện. Thúc Bảo dặn, chủ quán trông coi hành lý cho chúng ta ra đã lôi đài xem, rồi sẽ thanh toán tiền nông sau. Nói rồi rủ bội chi Quốc Tuấn dắt theo một ít bạc cẩn thận vào lưng áo rồi ra đi. Ba người ra khỏi quán, đi theo dòng người tấp nập, kéo về phía bắc đường lớn, ngay ở miếu Linh Quang. Võ đài được dựng lên mấy mẫu ruộng bỏ hoang ở trước miếu, cao tới 9 thước, chu vi tới 24 trượng. Xung quanh đài xúm xích hàng mấy ngàn người. Sử Đại Nại đang vênh vang bước lên trên đài. Ba người chen vai thích cánh mãi mới vào được cạnh cánh gà, vẫn chưa thấy ai chịu lên thách đấu. Lại có thấy ở đầu cánh gà bên trái có 2 hàng lan can sơn đỏ, có đến chục người ở xung quanh. Ở trong lan can đặt một cái hòm lớn, trên hòm có một cái cân treo, lại có mấy người cân bạc bỏ vào trong hòm. Ba người chen lại gần lan can. Thúc Bảo hỏi, võ đài là nơi tỉ thí võ nghệ, đặt hòm và cân ở đây để làm gì vậy hả quý vị? Quý vị không có biết, Sự Thái Tuế chúng tôi thu lệ phí để lên đài. Thúc Bảo hỏi, thì ra đấu võ để kiếm lời đó à? Người kia đáp, quý vị không có biết, lúc đầu đã làm gì có cái chuyện này. Lập đài xong, một tiếng sấm vang trời đất biết, ngũ hồ bốn biển thảy đều nghe. Anh hùng hào kiệt quần tụ dưới đài, Sự Thái Tuế chúng tôi vốn cẩn thận, sợ những kẻ võ nghệ tầm thường dễ bị trọng thương, rồi chẳng có bằng cứ gì để mà xem xét. Nên người nào muốn lên đài đều phải viết một giấy nhận thực, phải khai rõ họ tên, tuổi tác, quê quán, sau đó cam đoan dẫu có bị thương chết chóc thì cũng không được kiện. Những việc khai báo này nhiều vị không có thích. Trong lúc đua tranh hơn kém, chẳng ai muốn phần thắng, nhưng thua thì tên tuổi quê quán trong giấy khai rửa đến bao giờ mà cho sạch. Cho nên Sử Đại Nại không bắt làm giấy nhận thật nữa, mà lại lập thêm một cái quầy này của vốn liền người, ai muốn lên đài thì phải đến đây nộp bạc là xong. Thúc Bảo lại tiếp, thế phải nạp bao nhiêu? Người kia lại đáp, dạ không có nhiều, mỗi người chỉ cần 5 lạng, không kể nhiều hay ít người, cứ giao đủ số bạc, Sử Đại Nại sẽ phất lệnh cho lên đài. Người thứ nhất đã lên đài rồi, người thứ hai phải làm thủ tục, đã xuống đài thì không được lên nữa, cứ thế là đến người khác. Trong lúc thi đấu, ai đánh được Sử Đại Nại một đòn sẽ được gấp 10 lạng bạc, ai thắng được một trận sẽ được 50 lạng bạc, còn nếu thắng được vì dùng song phi cước thì sẽ được 100 lạng bạc. Vì dùng vạn dịch thôi quý làm đối phương phải ngã ngửa sẽ được 150 lạng, còn ngược lại nếu bị đánh đến tàn tật thì cũng không được quán tháng. Từ khi khai mạc đã lôi đài đến bây giờ đã có tới hơn 200 vị đã bị Sử Thái Tuế đánh bại. Chỉ trong vòng 1 tháng đã thu hơn được 1.000 lạng bạc. Những kẻ có tiền mà không có bản lĩnh, vì vậy cũng không dám đến tham dự. Kẻ tự cho mình là có bản lĩnh thì lại không có tiền,
cũng có cớ để không được lên đài. Cho nên hai tháng sau, kẻ đấu thì ít hẳn. Hôm nay là ngày kết cục, chúng tôi lại bày ra mọi thứ ở đây. Mai ra có bậc hào kiệt nào đến vào cái ngày hôm nay chăng? Thúc Bảo cười nói với Bội Chi và Quốc Tuấn: kẻ hào kiệt cũng phải giỏi, cái những việc tính toán như vậy, phải không hai vị? Bội Chi thăm dò Thúc Bảo: thấy đại huynh thử lên một chuyến xem, biết đâu lại được mở được những đường tiến chức thăng quan. Bản lĩnh của đại huynh chúng tiểu đệ đây đều rõ hết cả rồi, lại được thêm 150 lạng bạc đến nhà môn U Châu thì cũng có thêm tiền chi dụng. Thúc Bảo nói: hiền đệ à, hơn thua là điều có mệnh, thời vận của tiểu đệ chưa có đến, tiền bạc của đơn nhị ca cho cũng chả có phúc mà để cầm, nên mới xảy ra chuyện ở rừng Tạo Giác, lại chuyện đầy đọa ở Lộ Châu vừa rồi. Nếu thắng người được từng lấy bạc thì cũng hay đấy, nhưng nếu chưa đánh thời thì hãy biết đứng dưới mà xem thì tốt hơn. Bội Chi ý muốn lên bèn nói: hội này ít gặp, tiểu đệ phải lên mới xong. Bội Chi Quốc Tuấn vốn không phải loại tiểu tốt vô danh, mà cũng là một bậc hào kiệt ở phủ Lộ Châu. Việc đi lại giữa Thúc Bảo với hai người cũng chưa có lâu, chẳng qua do việc quan được đơn hùng tính manh mối mà quen biết nhau, lại chưa từng cùng nhau thử sức đọ tài. Thấy Bội Chi cao hứng, Thúc Bảo khuyến khích: hiền đệ, phùng trường tác hí là chuyện đáng khích lệ, tiểu huynh xin thay hiền đệ nạp đủ 5 lạng bạc lệ phí. Thúc Bảo nạp xong, Bội Chi lên đài. Đài cao 9 thước chia làm 18 bậc. Bội Chi mới lên lưng chừng thì hàng ngàn người phía dưới đã hò reo vang dội, khiến Bội Chi như thấy gân cốt rã rời. Thật ra người xem hàng tháng nay ít thấy người nào được lên đài thách đấu. Hôm nay là ngày cuối cùng, thấy Bội Chi xuất hiện nên khán giả đều hò hét cổ vũ. Bội Chi không nhận thấy cử chỉ thân thiện đó của mọi người nên có vẻ hơi mất tinh thần, chỉ yên lặng bước tiếp. Phía dưới có nhiều người gào to lên khuyến khích: hảo hán, hãy mạnh dạn lên. Về phía Sử Đại Nại, giữ đài đã 3 tháng nay chưa từng gặp một địch thủ nào tương xứng, nên lại càng mục hạ vô nhân. Thấy kẻ vừa lên có vẻ do dự, Đại Nại đã có ý coi thường, dáng như sư tử đứng trấn trước cửa, không cho người qua lại, dù bay phía trên dù chui xuống phía dưới. Bội Chi đã thấy đối thủ cao to, khó lòng mà đánh từ phía dưới, nên Bội Chi phải từ xa tung mạnh hai chân, rơi từ trên cao xuống trước mặt của Đại Nại. Thấy vậy họ Sử dùm ngay thế vạn địch thôi quỳ, quét ngang chân Bội Chi thành một đường dài sát mặt đất. Bội Chi nhúng chân nhảy thoát, rồi tay tả dưới thấp, tay hữu ở trên cao, định túm chặt lấy mặt của Đại Nại. Đại Nại chuyển sang chức nữ xuyên thoa, từ phía dưới sườn cục bên phải chuyển sang tấn công vào lưng của đối phương. Nhanh như chớp đã túm được giải thắt lưng lụa của Bội Chi rồi nạt lớn: ta không thèm chấp cỡ nhà ngươi, hãy cút đi cho khỏi bẩn mắt của ta. Rồi chỉ với một tay, Đại Nại đã giơ đối thủ từ trên đài thả xuống. Từ dưới đài nhìn lên chẳng khác gì chim yến ngậm sáp thả từ trên cao, khiến Bội Chi ngã lăn quay, mặt mày xám như bùn, hổ thẹn lủi ngay xuống đám đông. Thúc Bảo thấy thế lửa giận bừng bừng, quát vang cả võ trường: hãy đợi đấy. Họ Tần định xông lên nhưng bị ngay bọn phục dịch ngăn lại: xin tráng sĩ hãy nạp thêm bạc đã, 5 lạng lúc nãy đã thua hết rồi còn gì. Thục Bảo không cãi lời nữa, lấy ngay một đỉnh bạc vứt ngay vào trong quầy: còn thừa bao nhiêu, đấu xong ta sẽ xuống tính toán với các anh sao. Rồi từng bước thoăn thoắt lên đài. Họ Sử ngước nhìn lòng cũng không dám coi thường. Đi vài đường tứ bình quyền, đá mấy vòng song phi cước, xương sườn nhô cao, bụng thời thớp sát, hai mắt sư tử, gương to xanh biếc, hai chân đuôi cá quẩy mạnh tích mù, như hổ đối vồ mồi, như dao long giỡn nước. Một tay Quan Âm giơ thấp, hai chân La Hán nhúng cao, đưa đường quyền dài tự nhiên trông đã sợ, quét đường quyền ngắn lo đỡ cũng chẳng xong. Trông không giống hai địch thủ đánh nhau,
mà chẳng khác gì đôi hổ dữ đang tranh mồi. Võ đài lại quyên náo lạ thường, mẫu đơn tuy đẹp cũng nhờ lá xanh để nâng đỡ. Đại nại 3 tháng giữ đài ở thôn Thuận Nghĩa, chưa từng nào gặp đối thủ, một mình đóng vai hảo hán như một hổ một núi. Lại cũng vì ở thôn Thuận Nghĩa có bậc chủ nhân Trương Công Cẩn mới có dịp cho Thúc Bảo tìm tới mà đưa thư để đến chuyện anh hùng được tương ngộ. Bấy giờ Công Cẩn cũng đang ở Linh Quang Miếu trong coi nhà bếp để chuẩn bị rượu thịt, chỉ chờ dở rạp là ăn mừng sử đại nại. Lại có cả Bách Hiển Đạo, một bậc hào kiệt trong vùng, vốn là bạn rượu lâu nay của Công Cẩn. Cả hai đang ngồi trước bàn, sai bọn đàn em bưng mấy đĩa hoa quả trên điện xuống, cùng một vò rượu lạnh uống xuông cho đỡ sốt ruột để đợi chờ, thì thấy hai gã trai hoảng hốt chạy vào. Hai vị đại huynh ơi, Sử Thái Tuế coi chừng mất hết công lao mấy tháng này mất. Công Cẩn vội hỏi, chỉ có hôm nay nữa là xong công quả, sao lại có chuyện gì nữa đây? Một trong hai gã tranh nhau nói trước. Mới đầu Thái Tuế thắng được một trận rất nhẹ nhàng, sau đó lại có một người khách lạ khác lên trên đài, cả hai quần nhau đến 30-40 hiệp mà vẫn không phân thắng bại. Chúng tôi ở dưới nhìn lên, thấy Thái Tuế chân tay đã bắt đầu loạn xạ, chắc là không đương nổi địch thủ nữa, nên phải vội về đây báo cho hai vị đại huynh liệu có cách nào mà đối phó chăng. Công Cẩn nói, lại có chuyện đó nữa hay sao? Trèo cây đã sắp tới ngày hái quả rồi thì lại gặp miếng khó gặm, biết đối phó thế nào bây giờ? Rồi rủ Hiển Đạo, Bạch Hiền Đệ, chúng ta hãy bỏ vò rượu đó đã, ra đài xem sao. Ra khỏi miếu rẽ vào đám đông, thấy trận đấu vẫn đang lúc gió thảm mưa sầu, trời long đất lở, chính là trùy nặng đấu với cọp đen, thần thông sức quỷ thử xem thế nào. Thành thiên đối mặt đài cao, yếu thua khô rách, tránh sao bây giờ? Công Cẩn thấy trận đấu đang lúc dữ dội, không thể lên đài, bèn hỏi người xem bên cạnh, vị này ở đâu đã đến thế? Người xem bèn chỉ bộ chi quốc tuấn nói, vị từ đầu chí thân đầy bùn đất, là vừa mới thua ở trên đài xuống, còn vị quần áo còn đang sạch sẽ kia thì đã chưa lên đài, cứ hỏi hai vị đó thì sẽ biết ngay cái vị đang đấu trên đài này là ai. Công Cẩn vốn cũng bậc hào kiệt, danh uy một cõi nên cũng nhã nhặn đàng hoàng, chắp tay thi lễ rồi hỏi Bội Chi, quý hữu, vị đang đấu trên đài là ai vậy? Bội Chi trong lòng đang bực bội, vừa lau bụi đất trên mặt nhưng tay chân quần áo vẫn còn đầy bụi đất, lại hăm hở theo dõi Thúc Bảo đang thắng thế nên chẳng có lòng nào mà chuyện trò. Quý hữu hỏi chuyện lôi thôi đó làm gì, cứ xem họ đánh là đủ rồi. Công Cẩn đáp, tử hải chi nội giai huynh đệ, chỉ sợ bạn bè đụng độ rồi hối lại không kịp. Quốc Tuấn chưa lên đài bình tĩnh hơn, tiến lại vái chào rồi trả lời, quý hữu, chúng tôi cũng đều là những người có tên tuổi, cũng muốn lên đài để tỉ thí xem sao, nhưng cũng không muốn bàn bạc dài dòng, nhỡ có thua trận, ở thôn Thuận Nghĩa này cũng lại còn bạn bè quen biết. Công Cẩn hỏi, thế chư huynh quen biết ai ở trong thôn này? Quốc Tuấn đáp, Đơn Nhị Ca ở Nhị Hiền Trang thuộc Lộ Châu, có thư gửi tới cho đại ca Trương Công Cẩn ở Nghĩa Thuận, nhưng cũng chưa có kịp tới nhà để đưa thư. Công Cẩn cười ha hả, Bạch Hiển Đạo chỉ Công Cẩn, thì đây chính là Trương đại ca. Quốc Tuấn vội vàng, thì ra là Trương đại ca, chúng tôi thật đắc tội. Công Cẩn hỏi, thưa hai vị, xin cho biết quý tính cao danh. Quốc Tuấn đáp, tiểu đệ là Kim Giáp, vị này là Đổng Hoàng. Công Cẩn tiếp, thì ra là hào kiệt ở Lộ Châu, thế còn vị trên đài này là ai thế? Quốc Tuấn đáp, chính là Tần Thúc Bảo, người Lịch Thành Sơn Đông. Công Cẩn vừa giơ tay vừa vẫy vừa gào lớn, Sử Hiền Đệ, hãy dừng ngay tay lại, đây chính là đại huynh Tần Thúc Bảo, vẫn thường nghe. Thúc Bảo và đại nại cùng thu quyền lại. Công Cẩn dắt Bộ Chi Hiển Đạo kéo Quốc Tuấn, cả bốn đều lên đài, nói cười vui vẻ. Sáu bạn gặp nhau vái chào nhận lỗi. Công Cẩn nói lớn, xin mời chư vị khán giả giải tán thôi, chẳng phải ai xa lạ mà phải so tài cao thấp, tất cả đều là bạn bè đến thăm hỏi nhau mà thôi.
rồi phân phó tay chân đem hòm xiển vào miếu Linh Quang, mời Thúc Bảo xuống đài trải chiếu làm lễ giao bái, chắp tay mời nhau để vào chỗ ngồi. Công Cảnh giơ tay hỏi: "Xin quý vị cho biết hành lý hiện nay đang ở đâu?" Thúc Bảo đáp: "Ở quán trọ nhà thứ hai ở đầu đường." Công Cảnh sai tay chân đi lấy hành lý đem về, lại lấy hai đỉnh bạc lớn trong hòm để trả lại cho Thúc Bảo. Thúc Bảo dở hành lý lấy thư của Hùng Tính ra. Công Cảnh xem xong rồi nói: "Thì ra đại huynh có việc ở U Châu, cái này thì tiểu đệ xin cán đáng. Giờ chỉ có chén rượu nhạt để mừng sử đại ca, còn bây giờ phải mời đến tệ trang nữa đã." Sáu người uống luôn mấy chén, bất giác đã chiều tối. Công Cảnh đưa mọi người về nhà, quát tày tớ phải đốt nến sáng trưng, rồi đỉnh trầm nghi ngút tỏa thơm, mời Thúc Bảo cùng mọi người vào nhà. Lúc này mới chính thức lạy chào nhau để nhận bạn bè ngồi thứ. Xong xuôi tiệc rượu dọn ra, uống mãi tới canh năm ngày hôm sau. Sáng ra sử đại nại phải về soái phủ U Châu phúc trình tổng quản. Bạch Hiển Đạo cũng phải đi với bạn, nên Trương Công Cảnh ra sai dắt ra sáu ngựa tốt, kén 10 gia đình cùng hành lý bạc tiền để lên đường đi U Châu. Không biết sự thể đi đến U Châu ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ 13, Trương Công Cảnh vì nghĩa giúp bạn, Tần Thúc Bảo đi đài gặp cô. Từ rằng mây quay mưa trút, gặp nạn chư chi đã vội khóc. Riêng đấng anh hùng, tâm đầu ý hợp chí kiên trung. Thư đưa bụng cá, hâm hở bấy, tử sinh nào xá. Cứu nạn giúp nghèo, quảng bảo bạn hiền gương sáng treo. Bạn bè nhạt nhẽo xưa nay nhiều, tình bạn thắm thiết vốn cũng không ít. Sự bội bạc thường là lúc phú quý thì gắn bó keo sơn, lúc hoạn nạn thì chẳng khác gì những hạt cát khô rã rời, không thể nào viên lại thành hòn. Còn nếu có tấm lòng của một bậc hiệp sĩ thì sao lại không xả thân mà cứu giúp cho được. Chỉ cần một lá thư đã là như một tờ chiếu, một đạo sắc chỉ của hoàng đế rồi. Tấm gương Quản Thúc ngày xưa, Trầm Lôi ngày nay còn đó. Thơ cổ: khách từ xa đến cho ta đôi cá chép, gọi trẻ mổ cá chép, trong bụng có lá thư, là chỉ việc đưa thư từ tin tức. Quản Trọng và Bảo Thúc Nha cùng nhau buôn bán, Quản Trọng lấy phần hơn, Thúc Nha không chê Quản Trọng tham. Quản Trọng chưa làm nên, Thúc Nha không chê Quản Trọng bất tài, lại giới thiệu Quản Trọng với Tề Hoàng Công, để Quản Trọng có cơ hội giúp Hoàng Công làm cho nước Tề được cường mạnh, trở thành bá chủ. Quản Trọng nói: sinh ta là cha mẹ, mà biết ta là Bảo Thúc. Thôn Thuận Nghĩa cách U Châu chừng 30 dặm, sáng canh năm lên ngựa thì mặt trời mọc đã đến nơi. Trương Công Cảnh tìm đến soái phủ U Châu, thu xếp chỗ ăn ở hành lý xong xuôi, một mặt chuẩn bị cơm rượu, một mặt đưa cho tay chân đến tay Viên Môn, mời hai vị Uất Trì tới. Hai vị này tuy không phải thân thuộc, gần gũi với Uất Trì Cung, nhưng vốn là cháu Uất Trì Quýnh, tổng quản Tường Châu triều Chu trước, nên cũng dòng dõi họ Uất Trì này cả. Hai anh em, anh là Uất Trì Nam, em là Uất Trì Bắc, từ lâu đã đi lại rất thân thiết với Công Cảnh, hiện đều ở dưới trướng của La Công và là những viên kỳ bài quan quyền hành. Soái phủ Đông Viên Môn là sảnh đường của bọn văn quan, soái phủ Tây Viên Môn là sảnh đường của bọn võ quan. Kỳ bài quan nhận được kỳ bài rồi thì Viên Môn sẽ chuông trống nổi đúng 3 lần, đội trung quân sẽ tiến ra cửa. Một tiếng pháo nổ, lúc ấy cửa soái phủ được mở ra. Lúc này Uất Trì Nam và Uất Trì Bắc võ phục chỉnh tề đang ngồi chờ lệnh, hai bên tay chân kính cẩn vào bẩm: thưa ngài, Trương đại nhân đã có lời mời. Uất Trì Nam hỏi: các anh có phải là ở Trương Gia Trang đến đó không? Cả hai vội thưa: vâng phải. Uất Trì Nam hỏi tiếp: chủ của các ngươi hiện giờ ở đâu? Một tên thưa:
Dạ, hiện ở ngay cửa Tây soái phủ, mời hai người tới thư chuyện. Út Trì Nam phân phó thủ hạ cai quản ban phòng, rồi tìm đến chỗ của Công Cẩn. Cũng bởi anh em Út Trì đang toàn thân mang cân đai giáp trụ nên không tiện thi lễ, thúc bảo Bội Chi Quốc Tuấn ở phòng sau đợi để trò chuyện với khách xong xuôi rồi sẽ ra sao. Công Cẩn, Đại Nại cùng Hiển Đạo đang ngồi chờ thì thấy hai anh em Út Trì đến. Chào hỏi xong, chừa ghế chủ khách, Út Trì Nam nhận ra Đại Nại bèn hỏi ngay: Trương Hiền huynh, hôm nay vào soái phủ sớm thế này, có lẽ vì việc mở đã lôi đài đã hết hạn kỳ, cần phải vào trình bản quan hay chăng? Công Cẩn đáp: Việc đó cũng có, nhưng còn một chuyện khác nữa, xin trình nhị vị. Có việc gì, xin Hiền huynh cứ chỉ giáo. Công Cẩn lấy thư trong tay áo ra đưa cho anh em Quốc Trì. Hai người cùng xúm lại xem. Xem xong, Quốc Trì bắt lên tiếng: Ái chà, thì ra là nét chữ của đơn viên ngoại ở Nhị Hiền Trang Lộ Châu giới thiệu Tần Bằng Hữu tới đầu quân ở vệ môn này. Xin nhờ tiến dẫn, Tần Bằng hiện hữu nay đang ở đâu, xin cho tôi gặp mặt. Công Cẩn quay vào cửa trong rồi mời: Xin mời Tần đại huynh ra ngoài này. Tiếng xích sắt len keng, Bội Chi cầm công văn, Quốc Tuấn xách dây xích, thúc bảo lồm khồm đi ra kéo lê dây xích. Anh em Út Trì biến sắc mặt đứng dậy: Trương Hiền huynh, Hiền huynh thật không nể mặt anh em chúng tôi. Tứ hải chi nội giai huynh đệ đã, chữ viết của đơn viên ngoại còn đó. Thân với thân là thân, đều là bạn thân thiết cả, sao lại đối xử với nhau như thế này? Công Cẩn cười đáp: Sự thật thì chẳng cần che đậy mà làm gì, nhưng hình cụ này đều là quy định của nha môn, sợ hai vị có trách cứ gì chăng, nên cứ phải để thế mà ra mắt. Nay đã có lời như thế thì xin được tạm mở ra vậy. Hai anh em Quốc Trì thân hành mở mọi hình cụ ở trên người của Thúc Bảo, rồi cùng lạy chào và nói với Thúc Bảo: Từ lâu ta đã nghe danh đại ca, như sấm đánh bên tai, nơi nơi đều biết, chỉ hiềm một nỗi là đường xá xa xôi nên không thể gặp gỡ nhau. Nay đã gặp Hiền huynh ở đây thì thật là may mắn. Thúc Bảo đáp: Tiểu đệ đang mang quân phạm ở trên người, mai được chư huynh che chở thật là ơn tái tạo. Út Trì Nam đỡ lời: Xin Hiền huynh yên tâm, đó là bổn phận của anh em chúng tôi. Đây có lẽ là hai vị Bội Chi và Quốc Tuấn chăng? Hai người vội đáp: Tiểu nhân đúng là Đổng Hoàng Kim Giáp. Út Trì Nam tiếp: Xin đừng quá khiêm nhường, trong thư của đơn viên ngoại cũng có nói đến tên tuổi của hai vị, đều là anh em một hội, xin cho được bái kiến. Chào hỏi xong, Út Trì Nam lại nói: Xin hỏi hai vị, có phải giấy tờ ở trên bàn là công văn gửi tới của bản quan chăng? Bội Chi đáp: Thưa đúng. Út Trì Nam lại nói: Xin cho xem để cho anh em chúng tôi biết được trước công việc, đợi đến lúc bản quan thăng đường có hội đến thì còn biết mà trả lời. Quốc Tuấn giả vờ cẩn thận: Công văn này ngoài thì đều có dấu niêm phong, chúng tôi không dám tự tiện mà mở ra xem. Út Trì Nam đáp: Không hề gì, việc mở công văn đều ở tay anh em chúng tôi cả. Công văn này cũng thế thôi, có mở thì cũng chẳng hề gì, đến lúc thăng đường cũng là chúng tôi mở ra cả, không có điều gì mà e ngại. Công Cẩn sai tay chân lấy nửa bát rượu, nhẹ nhàng nhúng cục ấn vào công văn, đợi cho cục ấn ngấm rượu rồi nhẹ nhàng bóc lấy ra. Công văn ở bên trong đưa cho anh em Quốc Trì xem, họ cùng nhau xem xong rồi lại đưa trả ngay cho Bội Chi và theo thứ tự dán lại như cũ. Chỉ thấy Quốc Trì Nam yên lặng không nói năng gì, nên Công Cẩn lại lên tiếng: Đại huynh đã xem công văn, sao lại có vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi? Quốc Trì Nam đáp: Từ lâu chúng tôi đã nghe đơn viên ngoại ở Lộ Châu là bậc tình nặng nghĩa dày, chỉ giận là chưa được gặp mặt. Nay có chuyện này vì viên ngoại mà lo, nhưng chỉ sợ không được trọn vẹn chăng? Tần Thúc Bảo cảm ơn cứu sống của Hùng Tính, nay lại thấy Quốc Trì Nam có vẻ trách Hùng Tính lo việc không đến nơi, cho nên cũng không giữ nổi. Dù buổi đầu gặp mặt lên tiếng phân giải: Xin thưa hai vị,
Tần Quỳnh này ở Lộ Châu vốn không phải chỗ quen biết cũ của Đơn Nhị Ca, mà chỉ là mới gặp gỡ lần đầu. Đơn Nhị Ca đã cứu tiểu đệ khỏi cơn thập tử nhất sinh, lại cho 500 lạng bạc để về quê. Nhưng chỉ tại cơn vận hạn chưa qua nên lại xảy ra cái chuyện chết người ở rừng Tạo Giác, nên bị thái thú khép vào trọng tội. Mai có những lo toan hữu hiệu của Đơn Nhị Ca, chẳng tiếc nghìn vàng đã cứu được tiểu đệ khỏi chết một lần nữa. Quả là ơn cứu sống, hai vị sao lại nói chuyện không trọn vẹn ở nơi đây? Uất Trì Nam đáp: chính là chỗ này. Xem thư của đơn viên ngoại giới thiệu tới Trương Hiền Huynh, thế là trách nhiệm của viên ngoại coi như đã xong. Xem trong công văn, Hiền Huynh tại rừng Tạo Giác đã đánh chết Trương Kỳ, khép vào trọng tội. Viên ngoại tìm mọi cách để đổi trọng thành khinh, khiến Hiền Huynh chỉ bị đưa vào xung quân, số ở soái phủ đây thôi. Anh em chúng tôi nghĩ rằng khắp gầm trời này thiếu gì chỗ để xung quân, phát phối sao lại chọn cái nơi nước sôi lửa bỏng này. Hiền Huynh chưa biết sự lợi hại của bản quan chúng tôi, nên chúng tôi phải nói rõ. Quan lớn tổng trấn U Châu đây họ La tên Nghệ, sau khi nhà Bắc Tề đã bị diệt, không chịu về tùy triều, lãnh một đội quân đánh chiếm U Châu này, liên kết với Khả Hãn và nước Đột Quyết, cường quyết chống lại. Triều đình đã bao phen đánh mà không xong, phải dỡ cách Chiêu An, đem cắt đất U Châu, cho phép thu thuế má, phu dịch cai quản 10 vạn tinh binh đóng ở U Châu. Tổng trấn cậy mình có sức muôn người khôn địch, mọi việc đều tự quyết đoán. Phàm có kẻ đến xung quân, sợ khi ghép vào hàng ngũ dở trò ngang ngược, không chịu trói buộc của cảnh quân kỷ, nên hôm đến trình cứ đánh đủ 100 trượng gọi là sát úy bổng. 10 người giải đến đây thì đã 9 người chết, 1 người sống. Quả là Hiền Huynh đã rơi vào hố lửa này. Bây giờ ta phải tìm cách để đối phó vậy thôi. Sau khi bộ chi Hiền đệ đã dán công văn lại như cũ, tiểu đệ sẽ đem đến phòng thư lại, chỉ để mỗi cái công văn của phủ Lộ Châu này, rồi dẫn riêng Tần Quynh đi vào soái phủ. Mọi người nghe Uất Trì Nam nói xong đều lắc đầu lè lưỡi kinh ngạc. Công Cẩn lên tiếng: sao nhị vị Uất Trì lại chỉ muốn giải một mình Tần đại huynh đến? Uất Trì Nam đáp: Hiền huynh có chỗ không biết, tổng quản phu nhân rất là mộ Phật tổ, ngày rằm mồng 1 đều có ăn chay niệm Phật rất là kính cẩn. Những ngày đó tổng quản thăng đường đều được phu nhân nhắc kỹ là không được đánh đập một ai. Tần Hiền huynh còn gặp mai, hôm nay đúng ngày 15 tháng 3, nhưng nếu công văn tới xung quân nhiều, công việc bận rộn, thì tổng quản vẫn có thể nổi xung mà đánh đập như thường. Lời khuyên của phu nhân cũng chẳng có ích gì. Bây giờ Tần Hiền huynh hãy tạm bỏ khăn chích đầu, để tóc tai rủ rượi, lấy bùn đất bôi mặt mày cho đen xám, nói thác là đang có bệnh. Hai vị bội chi quốc tuấn chuẩn bị sẵn lời bẩm báo, chứng thật là có bị ốm ở trên đường đi. Dù tổng quản đang tức giận cũng sẽ sai chúng tôi đến khám nghiệm thật hư, chúng tôi sẽ chứng nhận đó là đang có bệnh, thế là tổng quản sẽ tha cho về quân ngũ như bình thường. Lúc ấy với một đau một thương trong tay, thúc bảo Hiền huynh lại có thể làm nên công nghiệp, lại khoác áo gấm đi về quê. Chỉ có một điều sắp lên soái phủ, chuyện rất quan hệ đến tính mạng, chư huynh hãy mau mau sắp đặt, chúng tôi còn phải mang công văn sang chỗ thư lại. Uất Trì Nam cùng Uất Trì Bắc sang phòng thư lại, nói với viên quan này: hãy gác lại tất cả các công văn xung quân ở các nơi gửi đến, chỉ trình cho chúng tôi mỗi công văn của phủ Lộ Châu này thôi. Viên quan này không dám cãi một lời, vội thưa: tiểu quan đã biết rồi ạ. Lúc này chiên trống đã đánh đủ 3 lần, đội trung quân đã tiến ra cửa, thúc bảo cũng đã chuẩn bị xong xuôi đang đứng chờ. Anh em Uất Trì đã lấy lại công văn đưa trả cho bộ chi. Ở cửa ngoài phủ cũng đã nghe tiếng pháo bắn 3 lần, cửa lớn từ từ mở ra. Đội trung quân, đội cờ, đội trống, kỳ bài quan, thích dụng quan, bọn cầm dây xích gông cùm, bọn đào phủ,
hàng hàng lối lối, tầng tầng lớp lớp kéo vào, đứng chặt cả sân lớn ở công đường. Bàn nào chỗ ấy, người nào chỗ nấy, nghiêm chỉnh đứng chầu. Viên quan phụ trách việc tuần tiểu canh phòng ngày cũng như đêm của thành U Châu đứng ra tâu trình mọi việc. Rồi đến lượt viên quan coi việc cung cấp ở trong quân, tâu trình những lương thực thực phẩm nhập vào xuất ra trong ngày, cũng là những quân trang quân dụng khác. Thứ ba mới là viên quan thư lại, tâu trình sổ sách, công văn gửi đi, gửi đến soái phủ, tâu rõ số phạm nhân đã giải đến, hiện trạng ra sao và ở đâu. Quan phủ lại lui lại vài bước, thì lúc này là lúc đáng lo ngại. Hai bên thềm gạch đỏ 24 cái thanh la lớn nhất tề đánh mạnh, một viên hổ đầu quân, hai viên cầm cờ hiệu kèm viên quan thư lại đi về cổng soái phủ. Chấp kỳ quan mới lên tiếng gọi các viên công sai giải phạm nhân tiến lên. Quốc Tuấn xách xiềng xích sắt, Bội Chi nâng công văn kèm thúc bảo, mang đầy đủ hình cụ để tiến vào cửa. Vẫn chưa có được mở dây trói khóa còng, cứ thế vào nghi môn. Hai bên lính đào thường dơ cao như rừng cây, từ trên thềm cao bán nguyệt chấp bài quan quỳ xuống. Từ góc đông của cửa soái phủ cho tới thềm bán nguyệt thật ra cũng chỉ nửa đường tên bắn, mà chẳng khác gì phải bò lên 10 dặm vách núi tai mèo vậy. Thúc bảo đường đường thân cao hơn trượng, mà giờ cũng thấy mình thật bé nhỏ, quỳ xuống sát đất, đưa mắt liếc trộm vị tổng quản ở trên đài cao. Phong hầu tướng như ngọc, giúp chúa lòng tựa vàng, tóc bạc trí thêm sáng, tuổi cao sức vẫn hăng, biên thùy uy chấn động, tướng sĩ lực kiên cường, trấn thủ tài lý mục, thái bình khắp phong cương. Râu tóc đã lớm đớm bạc, ngồi vững như núi Thái Sơn, uy nghiêm không động đậy. Là còng gọi trung quân đem công văn lên. Quan trung quân bước xuống bán nguyệt cầm công văn, bước lên bậc cuối cùng hai chân quỳ xuống, dâng công văn cho viên thượng quan. Viên này xem xét dấu ấn xong liền xé công văn, lấy giấy tờ bên trong, kính cẩn đặt lên án trước mặt đại quan tổng quản. La Công lúc này mới cầm tờ giấy lên xem, nhận ra thứ sử của Lộ Châu gửi tới xung quân. Nếu là của châu quận khác, đánh hay không đánh, tổng quản cũng tùy thích, chẳng cần xem kỹ giấy tờ để làm gì. Nhưng thứ sử Lộ Châu là Sái Kiến Đức, vốn là hàng học trò thân thuộc của tổng quản. La Nghệ này là một võ tướng hiển hách, sao lại có thể có một văn quan mang dấu vuông là học trò cho được? Vốn là trước kia Sái Kiến Đức từng làm nhiệm vụ áp tải lương thực cho quân lính U Châu, không đảm bảo thời hạn quy định, lẽ ra thì phải xử tội nặng. Nhưng La Nghệ thấy Sái là một tiến sĩ mà tuổi còn ít, nên mới thi ơn không bắt tội. Sái nhớ ơn đó, bái nhận làm học trò của La Nghệ. Nay thấy Sái gửi công văn xung quân tới, La Nghệ mới cầm xem kỹ từ đầu chí cuối, để xem cách làm ăn của Sái Thái Thú ra sao, tội trạng gì, xử có đúng hay không, nặng hay nhẹ. Lại thấy thêm tội phạm là Tần Quỳnh, người ở Lịch Thành. La Nghệ bỗng giật mình, ngồi lặng một lát, lại gấp giấy tờ lại, gọi viên lại coi giữ giấy tờ, trao cho y ghi sổ đầy đủ rõ ràng. Đâu đó rồi La Nghệ truyền: cho giải phạm nhân ra, chờ đến giờ ngọ giải vào hậu đường để thẩm xét. Bội Chi Quốc Tuấn gọi thúc bảo xuống, rồi vội vàng rời khỏi nơi trên đao dưới búa, đi thẳng ra cửa. Bấy giờ Công Cẩn, Đại Nại, Hiển Đạo đều đang chờ ở tây viên môn, thấy mọi người ra, vội hỏi anh em Út Trì: công việc ra sao rồi? Cả hai đều đáp: giờ ngọ vào hậu đường để thẩm xét. Công Cẩn hỏi: thế còn thẩm với xét gì nữa? Uất Trì Nam đáp: xưa nay tôi chưa từng thấy xảy ra chuyện như thế này bao giờ. Đánh hay không đánh thì cũng đều đưa xuống các đội lính cả thôi, không biết lần này lại còn xem xét gì nữa. Công Cẩn hỏi tiếp:
thế còn phải chờ bao lâu nữa thì mới vào hậu đường? Uất Trì Nam đáp: còn sớm, bây giờ mới đóng cửa về hậu đường ăn ngủ trưa rồi mới thẩm vấn. Cũng pháo bắn cờ bay chẳng khác gì buổi thăng đường ban sớm vậy. Công Cảnh bàn: nếu còn thì giờ, vậy ta hãy đi tìm nơi uống vài chén rượu cho đỡ lo lắng. Ra khỏi cửa viên môn, bỏ mọi hình cụ, khi nào mà nghe tiếng pháo bắn thì vào cũng không muộn. Lại nói về La Nghệ trở về hậu đường, chưa về nhà riêng vội, sai thủ hạ cởi hết mũ mãn cân đai, đội khăn da cát, mặc áo lụa nhẹ, đi hài cườm ngọc, ngồi trên một chiếc ghế dựa nhẹ nhàng. Sai gia tướng gọi tên thư lại, gửi giấy tờ đem công văn của phủ Lộ Châu vừa gửi tới vào hậu đường. La Nghệ cầm xem từ đầu chí cuối một lần nữa, lại sai gia tướng mở cửa sau vào nhà riêng, mời Tần phu nhân sang hậu đường để bàn chuyện cần. Tần phu nhân đem theo La Thành Tịch công tử vừa 11 tuổi, bọn quản gia A Hoàng đi theo sau, sang hậu đường. Phu nhân khẽ chào rồi ngồi xuống. La Thành đứng hầu một bên. Phu nhân lên tiếng: tướng công hôm nay xong việc, sao không về nhà riêng, lại gọi lão phụ tới hậu đường có việc gì? La Nghệ hỏi lại: hồi xưa khi mắc cạn nước lệnh tiên huynh, vũ vệ tướng quân bỏ mình, hiện còn ai là người nói giỏi nữa hay không? Lệnh tiên huynh tôn xưng anh Tần phu nhân là Tần Di, bố đẻ ra Thúc Bảo đã chết. Phu nhân nghe hỏi thế liền rơi nước mắt đáp: tiên huynh Tần Di chết trận ở Tế Châu, chị dâu là Ninh Thị chỉ sanh một người con trai tên gọi là Thái Bình, lúc bấy giờ mới 3 tuổi. Cả hai mẹ con đều lưu lạc trong cảnh giặc giã, đến nay đã 20 năm, mỗi người một phương trời. Sao hôm nay tướng công lại nói đến chuyện này? La Nghệ đáp: ta vừa thăng đường ở Hà Đông đã giải đến một tên quân phạm, xin phu nhân đừng lấy làm lạ, tên này lại cùng họ với phu nhân. Tần phu nhân đáp: Hà Đông cũng là Sơn Đông sao? La Nghệ cười đáp: đúng là chuyện đàn bà, Hà Đông cách Sơn Đông hơn 1000 dặm, sao Hà Đông lại là Sơn Đông cho được? Phu nhân đáp: nếu không phải Sơn Đông thì thiên hạ cùng họ biết kể sao cho hết, đâu chỉ phải họ mình là họ Tần ở Sơn Đông. La Nghệ đáp: vừa rồi trên giấy tờ thấy ghi rõ là họ Tần chính là quê lịch thành Sơn Đông, làm công sai ở phủ Tế Châu giải phạm nhân tới phủ Lộ Châu. Phu nhân bèn nói: nếu như là người Sơn Đông hoặc là Thái Bình cũng nên. Mặt mũi Thái Bình cũng chẳng nhớ được nữa, nhưng nhất định Tần Quỳnh phải biết. Lão phụ muốn rõ mặt Tần Quỳnh, hỏi rõ tung tích thì làm thế nào cho tiện? La Nghệ đáp: điều này không khó, phu nhân cứ ngồi trong nội thất xem xét Tần Quỳnh, nhưng để khỏi mất thể diện của ta thì phải buông rèm che kín rồi mới cho gọi Tần Quỳnh vào. La Nghệ sai gia tướng bày biện lại hậu đường, rồi truyền lệnh cho ra ngoài, cho công sai phải Lộ Châu phải giải Thúc Bảo vào. Lúc này cả bọn đang tìm nơi uống rượu cho đỡ nóng ruột, chỉ có Thúc Bảo vì lo còn phải thẩm vấn nên không dám uống nhiều. 3 tiếng pháo mở cửa, một viên quan nội kỳ quan quan truyền lệnh: tổng quản đại nhân ngồi hậu đường thẩm vấn, truyền công sai Lộ Châu giải quân phạm Tần Quỳnh vào. Uất Trì Nam, Uất Trì Bắc cùng bội chi Quốc Tuấn vội khoác đủ hình cụ lên người của Thúc Bảo, rồi cùng nhau vào cửa soái phủ. Công Cẩn, Đại Nại cùng Hiển Đạo lại ngồi bên ngoài để chờ tin tức. 5 người bước qua cửa lớn nghi môn, qua bán nguyệt đài, qua tiền đường gần đến hậu đường, thì từ phía bình phong 2 viên gia tướng đi ra truyền lệnh: công sai đã giải quân phạm đứng bên ngoài. Rồi 2 viên gia tướng cầm lấy dây xích giải Thúc Bảo vào hậu đường. Quỳ xuống dưới thềm, Thúc Bảo đưa mắt nhìn trộm lên thì thấy quang cảnh không có gươm giáo uy nghi giống như buổi sáng. La Nghệ mặc áo trắng rộng, phía sau là 1 hàng 6 viên gia tướng áo xanh mũ rộng đứng hầu, 2 tay buông xuôi. Dưới thềm cũng có tên gia tướng, cũng chỉ áo rộng thắt thêm 1 cái đai. Thúc Bảo thấy thế thì lòng cũng đỡ lo lắng ít nhiều. La Nghệ truyền lệnh:
Tần Quỳnh, thầy bước lại gần án. Thúc Bảo giả vờ bệnh vì sợ bị đánh nên cứ vờ đứng dậy không nổi. La Nghệ sai hai viên tướng tháo hết xiềng xích cho Thúc Bảo. La Nghệ lại lệnh đến gần án. Thúc Bảo cố lê lên phía trước. La Nghệ hỏi: Ở Tế Châu Sơn Đông, những nhà họ Tần ngươi có nhiều hay không? Thúc Bảo thưa: Trình đại nhân, huyện Lịch Thành thuộc Tế Châu họ Tần, làm các nghề khác thì nhiều, nhưng làm công sai như tiểu nhân thì chỉ có một mình tiểu nhân. La Nghệ lại hỏi: Người vốn theo nghiệp võ biền phải không? Thúc Bảo thưa: Dạ, vốn theo nghiệp lính đã từ lâu. La Nghệ căn dặn: Hãy khoan, người nói càng rồi. Người làm công sai ở Tế Châu, vâng lệnh Lưu Thứ Sử đi công cán ở Lộ Châu thuộc Hà Đông. Nếu là quân binh thì sao lại đi làm công sai ở Tế Châu? Thúc Bảo cúi đầu thưa: Trình đại nhân, vì ở Sơn Đông trộm cắp nổi dậy khắp nơi, bản châu lực có hạn, cho nên ra lệnh ai bắt được trộm cướp thì được thử. Tần Quỳnh này vốn là quân binh, bắt cướp có công nên được. Lưu Thứ Sử thăng làm binh mã bổ đạo đô đầu, lại được lệnh thứ sử đi công cán ở Lộ Châu Hà Đông, không may ngộ hại Trương Kỳ nên mới phải làm thành án đến dưới trướng của đại nhân. Là ngày tiếp: Nhà ngươi nguyên là quân binh, hổ làm công sai. Vậy ta hỏi thêm, thở Bắc Tề có vũ vệ tướng quân Tần Di, vì nước tận trung, nghe nói gia thuộc hiện lưu lạc ở Sơn Đông, nhà ngươi có biết hay không? Thúc Bảo nghe đến tên phụ thân rơi nước mắt thưa: Vũ vệ tướng quân là phụ thân của Tần Quỳnh này, xin đại nhân nể mặt người xưa mà gượng nhẹ cho tiểu nhân. La Nghệ đứng ngay dậy: Người đúng là con của vũ vệ tướng quân hay sao? Lúc đó trong màn gấm đỏ, Tần phu nhân cũng không nhịn nổi nên lên tiếng hỏi: Tần Quỳnh, mẫu thân nhà ngươi mang họ là gì? Tần Quỳnh, mẫu thân nhà ngươi mang họ là gì? Thúc Bảo thưa: Giám thưa, mẫu thân tiểu nhân là Ninh Thị. Tần phu nhân lại hỏi: Thái Bình là tên ai? Thúc Bảo thưa: Dạ, đó là tên đặt lúc nhỏ của tiểu nhân. Tần phu nhân thấy cháu cơ khổ đến thế, cuốn ngay rèm gấm chạy ra hậu đường, ôm đầu mà khóc. Thúc Bảo chưa dám nhận, chỉ khóc mà lại sát đất. La Nghệ cũng dậm chân mà than: Đúng là cháu của ta rồi. Đứng dậy nhận họ hàng đi nào. La Thành đứng lên, thấy Tần phu nhân khóc lóc, cũng nhỏ nước mắt lặng lẽ. Bọn gia tướng vội thu tất cả các hình cụ, đem ra phía tiền đường gọi lớn: Công sai Lộ Châu đâu rồi? Ra mà lĩnh hình cụ về cho sớm. Tần đại huynh vốn là cháu của ngài tổng quản, Tần phu nhân chính là cô ruột của đại huynh, vừa nhận ra ở ngay hậu đường rồi. Cầm luôn cả công văn, sáng mai sẽ đóng dấu trở về Lộ Châu ngay cho. Anh em Út Trì vỗ tay mừng rỡ. Bọn công cẩn chờ bên ngoài thấy họ ra, mặt mày vui vẻ thì bèn hỏi: Chuyện ra sao rồi mà hai vị mặt mày rạng rỡ đến thế kia? Út Trì Nam đáp: Các vị giờ thì hoàn toàn yên tâm rồi. Tần Hiền Quynh vốn thật là người danh giá lắm, La đại nhân vốn là chú, Tần phu nhân vốn là cô ruột, giờ mới nhận ra người một nhà, chúng ta phải tìm nơi nào mà ăn mừng mới được. Lại nói La Nghệ đưa Thúc Bảo về nhà riêng, bảo La Thành: Con đưa anh con về thư phòng mà tắm rửa, thay quần áo, cứ lấy quần áo của ta cho anh của con mặc. Thúc Bảo chải đầu tóc rửa mặt mày, rồi mới ra bái lại chú và cô, cùng La Thành lại bốn lại, nhận làm anh em. Lập tức nhờ La Thành lấy giấy mực, viết hai lá thư, một gửi luôn cho La Nghệ, nhờ đưa cho viên thư lại sáng mai đóng dấu công văn, chuyển cho Bồi Chi đem về Lộ Châu, tạ ơn đơn hùng tính và báo tin mừng. Một đưa cho anh em Út Trì, chuyển tới ba anh em công cẩn để cùng nhau tạ ơn báo tin mừng. Lúc này ở nhà riêng, Tần phu nhân đã sai bày tiệc rượu uy hoàng. Vợ chồng La Nghệ ngồi trên, Thúc Bảo cùng La Thành và mọi người ngồi vây xung quanh. Rượu uống được hai tuần, La Nghệ lên tiếng: Thúc Bảo, ta thấy cháu tướng mạo đường đường, nhất định là một kẻ có sức địch muôn người. Chỉ tiếc lệnh tiên quân sớm từ giả cõi thế, lệnh đường ở quá tha hương một mình,
liệu cháu có được luyện tập võ nghệ gì hay không? Thúc bảo thưa, dạ cháu chỉ biết múa giản. La Nghệ hỏi tiếp, chính là đôi giản bằng đồng đen mà lệnh tiên quân để lại chứ gì, cháu có mang đến đây không? Thúc bảo thưa, cháu ở Lộ Châu vì xảy ra chuyện như thế, đôi giản coi như là vũ khí giết người, cùng với con Hoàng Phiêu, Yên Cương đều bị sái thái sứ đã cất vào kho. La Nghệ an ủi, cái đó thì chẳng lo, sái thái sứ vốn là học trò của ta, mai kia ta sẽ sai người đến đó lấy lại là xong. Nhưng bây giờ có điều cần phải nói với cháu, ta trấn giữ U Châu này có hơn 10 vạn tinh binh, hơn 1000 viên dũng tướng đều phải dựa trên công tội mà luận thưởng. Pháp luật không thể dựa vào sự thân thuộc họ hàng. Ta nay dù có muốn lấy cháu vào làm tướng, làm quan ở dưới trướng, thì cũng không thể tránh được lời ra tiếng vào của tướng sĩ, binh lính, khiến cho cháu cũng không còn mặt mũi nào. Theo như ý ta đây, mai cháu nên ra biểu diễn võ trường, cùng tỷ thí võ nghệ, đọ tài cao thấp. Nếu quả cháu có võ nghệ hơn người, kiếm mã tinh thông, thì ba quân cũng không còn dám nghị luận gì nữa. Thế ý cháu như thế nào? Thúc Bảo đứng dậy quỳ thưa, được chú cô cất nhắc như thế, lo đến công nghiệp mai sau cho cháu, thì chẳng khác gì ơn cứu sống vừa rồi. La Nghệ truyền lệnh cho gia tướng đem binh phù hiển dụ, ba quân ngày mai phải kéo hết binh mã ra khỏi thành, đến diễn võ trường để dự tỷ thí võ nghệ. Hôm sau mới canh năm, La Nghệ ra lệnh bắn pháo mở cổng soái phủ, trung quân đứng thành đội ngũ. Sử Đại Nại giữa tiền đường tiến lên trình tổng quản cùng ba quân về kết quả việc mở đã lôi đài, liền được lệnh nhận chức kỳ bài quan. Sau đó tướng sĩ quân lính đội nào cơ ấy trang bị chu đáo, theo La Nghệ ngồi trên xe tứ mã rầm rộ kéo ra khỏi soái phủ. 10 vạn tinh binh giữ cõi ngoài, ấn vàng treo đầu ánh trăng soi, lá cờ sông dịch mây tung ngất, mũi giáo đài yên xương chói ngời. Lúc này Thúc Bảo chưa có dây vàng tua bạc để ghi võ công để đeo, nhưng trang phục cũng như mọi gia tướng khác của La Nghệ, đầu quấn khăn the có đính hoa vàng, mặc áo có thiêu hình đầu hổ, đeo đai lưng nạm bạc lóng lánh, có đèm kèm cả túi đựng tên bắn, chân đi giày màu trắng, cởi ngựa theo sau La Nghệ ra diễn võ trường bằng đường cửa đông. La Thành công tử cũng đi theo 4 viên gia tướng ra cửa soái phủ, thì bị kỳ bài quan trông coi viên môn chặn lại, van xin thế nào kỳ bài quan cũng nhất định không cho La Thành đi ra khỏi cửa. Nguyên là đã có nghiêm lệnh của La Nghệ đến các thủ hạ là, tuy La Thành đã 11 tuổi, sức lực hơn người, biết cởi ngựa mạnh, dương cung cứng, thường theo gia tướng đi săn ở ngoài thành. La Nghệ làm quan liêm khiết, chỉ sợ La Thành tính khí chưa có định, rồi dẫm đạp lên ruộng vườn hoa màu của dân chúng, nên nhất định cảnh báo quân sĩ dưới trướng không được cho La Thành ra khỏi soái phủ. La Thành chỉ đành theo gia tướng dắt ngựa trở về, đến trước mẫu thân ở nhà riêng dở trò trẻ con đòi cho kỳ được, để được ra diễn võ trường xem anh Thúc Bảo tỷ thí võ nghệ. Tầm phu nhân vì mới tìm ra được cháu ruột mồ côi của mình cũng nóng biết võ nghệ Thúc Bảo ra sao, nên muốn cho La Thành ra xem rồi trở về sớm cho mình biết đầu đuôi để đỡ lo lắng. Tần phu nhân cho gọi 4 vị cựu lão trong nhà, cả 4 đều râu tóc bạc trắng, đã từng theo La Nghệ từ triều Bắc Tề cho đến nay, cũng trải bao vinh nhục đời lính, cùng vui khổ lập nhiều quân công, dây vàng tua bạc đã lắm và giảng giải. 4 vị đều là bậc thạo việc hiểu người, hãy dắt công tử ra diễn võ trường xem Tần đại huynh tỷ thí võ nghệ. Nếu kỳ bài quan có ngăn trở thì cứ nói là lệnh của phu nhân là được, chỉ nhớ là đừng để cho La tổng quản trông thấy. 4 người nhất loạt thưa, chúng tôi đã rõ rồi ạ. La Thành thấy mẫu thân sắp xếp như thế, mừng không nén nổi, vội nhảy vào thư phòng, lấy cùng quà tiêu cùng túi gấm có đựng mấy mũi tên bằng lông chim,
tính chuyện sau khi xem Thúc Bảo tỷ thí xong xuôi thì còn tính ra bãi hoang ở ngoài thành để bắn chim đuổi thú. Năm người cùng lên ngựa ra cửa soái phủ, Kỳ Bài vẫn không cho ra. Một vị cựu lão nhanh miệng nói: "Tầm phu nhân đã cho phép công tử ra xem đại huynh Thúc Bảo tỷ thí võ nghệ, chỉ cần đừng để La tướng công trông thấy là được." Kỳ Bài quan còn căn dặn: "Xin công tử mau trở về, đừng để tướng công biết." La Thành tức giận quá lớn: "Ngươi không cần phải nhiều lời." Năm ngựa ra khỏi viên môn, đi về phía giáo trường. Ngoài cửa đông, lúc này ở ngoài giáo trường pháo đã bắn, cờ đã kéo lên. Năm ngựa cũng từ cửa đông mà vào. Cả năm người xuống ngựa vào xem cảnh thao diễn. Bốn vị cựu lão chỉ sợ La tướng công trên trướng đài trông thấy La Thành, nên hai người cứ đứng che bên phải, hai người thì đứng che ở bên trái, ép La Thành ở chính giữa, cứ thế mà đứng xem. Chẳng biết sự thể ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.